Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 87. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào dị thú kinh, dị thú kinh, nếu em gái ta xảy ra chút chuyện gì, ông đây nhất định sẽ cho ngươi sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Dứt lời, hắn dẫn tiểu phản lao đi rồi biến mất ở phía chân trời. Huyền Hoa không đi theo, nàng ta nhìn dị thú kinh có đáng không? Dị thú kinh vẫn lãnh cảm, tại sao không? Huyền Hoa nhìn dị thú kinh, người biết thân phận của hắn không bình thường, hơn nữa còn có thiên mạch giả đi theo bên cạnh, mà vẫn muốn đối địch với hắn, người rốt cuộc muốn cái gì? Dị thú kinh cười gằn, không phải người thông minh lắm sao? Huyền Hoa lắc đầu, dị thú kinh, người có biết hắn đã lấy được vảy của Trúc Long Đại Thần không? Hơn nữa còn là tự ngài ấy cho hắn. Dị thú kinh im lặng. Huyền Hoa nói, trừ Trúc Long tiền bối ra, còn có vị ở Tử Nhân Cung và cả ông lão rèn thép kia nữa. Hai người họ vừa nhìn thấy hắn đã đồng ý giúp đỡ, ngươi không thấy kỳ quái à? Dị thú kinh nhìn về phía Huyền Hoa, ta làm địch với hắn, không phải ngươi hài lòng lắm sao? Huyền Hoa đáp, dị thú kinh, ngươi nghĩ ta đang quan tâm đến sự sống cái chết của ngươi à? Ta chỉ đang quan tâm đến sống chết của tất cả dị thú nơi đây thôi. Đây là nơi chúng ta cư trú. Dị thú kinh cười gằn, không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Ta muốn ra ngoài, ta và tất cả dị thú ở đây đều muốn có tự do, chúng ta thích nơi đây, thế nhưng không có nghĩa chúng ta không được ra ngoài, tự mình bằng lòng và bị cưỡng ép phải ở lại đây, hai cái đó khác nhau, ngươi hiểu không? Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa nói, dị thú kinh, tiếp xúc với nhân loại kia rồi, ta càng lúc càng cảm thấy hắn không đơn giản, ngươi cứ chọc điên hắn lên như thế, ta sợ rằng có ngày ngươi sẽ dẫn hết tất cả dị thú nơi đây chôn cùng với ngươi. Khóe miệng dị thú kinh nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, hắn có được thực lực đó à? Huyền Hoa nhìn dị thú kinh, hắn có tháp nhỏ của tiên tri, có truyền thừa của vị ở Tử Nhân Cung kia, có ông lão rèn thép giúp đỡ, có Trúc Long tiền bối ủng hộ, còn có ba thanh phàm kiếm trên người hắn nữa. Ba thanh phàm kiếm. Mí mắt Huyền Hoa giật giật lên, tất nhiên ả ta biết phàm kiếm có ý nghĩa gì. Một thanh đã kinh thế hãi tục, mà Diệp Huyên lại có đến ba thanh. Huyền Hoa lại nói, dị thú kinh, ngũ duy kiếp sắp tới, lần này chúng ta không có chủ nhân của ngươi giúp đỡ, nếu chúng ta còn không đoàn kết thì sẽ chẳng còn bất kỳ hy vọng nào cả, ngươi hiểu chưa? Dị thú kinh lắc đầu. Dù ta và tất cả dị thú các ngươi cùng chung sức thì cũng không ngăn lại được kiếp nạn này. Huyền Hoa nói, ta biết, thế nhưng ngươi không thấy thanh niên kia rất có hy vọng sao? Hắn, dị thú kinh cau mày lại, hắn yếu như gà vậy, nếu không phải do có thiên mạch giả ở bên cạnh, ta đã sớm kết liễu được hắn rồi. Huyền Hoa hỏi, tại sao thiên mạch giả lại theo hắn? Nghe vậy, dị thú kinh đột nhiên nổi giận, bởi vì hắn biết nấu ăn. Thiên mạch kia như đứa sắp chết đói vậy. Huyền Hoa. Lúc này, dị thú kinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất nhiên bản thân ả ta cũng không tin vào lời của mình cho lắm. Chỉ vì biết nấu ăn mà thiên mạch giả lại đi theo bảo vệ. Rõ ràng là không thể. Lúc này, Huyền Hoa đột nhiên nói, dị thú kinh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết đi, rốt cuộc tại sao ngươi lại giết hắn. Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa nhìn dị thú kinh, không nói gì. Một lát sau, dị thú kinh lại khẽ nói, ta nghi hắn chính là tiên tri tái thế. Nghe thế, trong mắt Huyền Hoa đột nhiên co lại, sao, sao ngươi lại nghi như thế? Dị thú kinh đáp, ta đã từng giao thủ với tiên tri, loại cảm giác đó ta vẫn nhớ rất rõ, mà ta cũng cảm nhận được cảm giác ấy từ trên người Diệp Huyên kia. Huyền Hoa trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn là tiên tri, nên sợ rằng khi hắn giác ngộ, hắn sẽ phong ấn lại nơi này của chúng ta. Dị thú kinh gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, người kia đã phong ấn ta nhiều năm như thế, ta sẽ không để hắn phong ấn mình lần nữa. Huyền Hoa đột nhiên nói, ngươi sai rồi. Dị thú kinh nhìn về phía Huyền Hoa, Huyền Hoa nhẹ giọng nói, tự ngươi cũng điều tra được về tiên tri đấy thôi, người này không phải kẻ chỉ biết giết chóc, hơn nữa lúc trước sở dĩ hắn phong ấn ngươi phần nhiều cũng là do ngươi mà, không phải sao? Dị thú kinh im lặng. Tại sao năm đó ả ta lại bị phong ấn? Bởi vì lúc trước ả đã tuyên bố, sau khi ra ngoài sẽ giết sạch toàn bộ vũ trụ ngũ duy, biến nơi này thành nơi cư trú của mỗi dị thú mà thôi.
Tất nhiên ả ta không ngờ rằng nhân loại kia lại mạnh mẽ đến mức ấy. Nếu biết, ả đã biết điều hơn một chút rồi. Huyền Hoa lại nói, hơn nữa người chỉ mới nghi ngờ hắn là tiên tri thôi, căn bản chưa thể kết luận được hắn chính là tiên tri. Dị thú kinh nhìn về phía Huyền Hoa, trên người hắn có thư phòng tiên tri để lại. Huyền Hoa đáp, mục đích thật sự của ngươi là thư phòng kia. Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa lắc đầu, dị thú kinh, ngươi không phải kẻ ngu xuẩn, ngươi nên hiểu rõ, có rất nhiều lúc không phải bảo vật nào cũng cưỡng chế cướp về được. Nhân quả trên người Diệp Huyền này rất nhiều, ngươi cứ cố chấp nhúng một chân vào, ta sợ ngươi sẽ chết không toàn thây đấy. Dị thú kinh cười gằn, trong mắt ánh lên vẻ xem thường. Huyền Hoa lại lắc đầu lần nữa, dị thú kinh, ta không nói về hắn nữa, chúng ta nói về thế giới ngoài kia đi. Ở bên ngoài còn có hai nơi giống như chỗ chúng ta vậy, đều là cấm địa, chúng ta lại không hề biết gì về hai nơi kia. Nói cách khác, người đừng nghĩ rằng nếu dị thú nơi đây ra ngoài là có thể vô địch cả ngũ duy. Nếu như chúng ta không đoàn kết, có lẽ chưa đến ngũ duy kiếp đã bị người khác tiêu diệt rồi. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, trong mắt ngươi, ngoại trừ Trúc Long và chủ nhân ra thì không ai lọt vào mắt ngươi được, thế nhưng, ta cần phải nhắc ngươi nhớ rằng, thời đại này không phải thời đại của chúng ta. Chúng ta không yếu, nhưng cũng không vô địch, người có thể tiêu diệt chúng ta chắc chắn không hề ít. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dị thú kinh đứng tại chỗ im lặng. Đế Đô Sơn. Đế Đô là một dãy núi liên miên ngàn dặm, mà trong nơi cao lớn bát ngát này đến cả chim cũng không có nỗi một con. Nơi này quá yên tĩnh. Lúc Diệp Liên đến Đế Đô Sơn, nàng cũng phải nhíu mày lại. Bởi vì nơi đây quá mức tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức bất thường. Diệp Liên nhìn lướt xung quanh, thần thức của nàng như một chiếc võng phóng ra bao trùm lên mấy trăm dặm xung quanh, nàng vẫn không phát hiện ra được hơi thở của bất kỳ sinh mạng nào, ngay cả côn trùng cũng không có. Diệp Liên chọn cách rời đi. Nơi thế này chỉ có một khả năng, đó là chắc chắn có nhân vật mạnh mẽ nào đó ở đây. Nàng không đến để đánh nhau, vì thế nàng chọn cách rời đi. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của Diệp Liên, bây giờ rời đi hình như hơi trễ rồi. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Diệp Liên đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Đôi người của Diệp Liên co rút lại. Chấm chấm chấm. Khoảng một phút sau Diệp Huyền đã đến được Đế Đô Sơn, hắn nhìn lướt bốn phía, nhưng không phát hiện ra Diệp Liên. Một lát sau, hắn nhìn về nơi sâu thẳm trong Đế Đô Sơn, đúng lúc này, Huyền Hoa xuất hiện bên cạnh hắn, đừng kích động. Nói xong, nàng ta thi lễ về phía trước, vãn bối Huyền Hoa bái kiến tiền bối. Không có ai trả lời. Huyền Hoa sầm mặt lại, tiếp tục tiền bối. Lúc này, một giọng nói đột nhiên dội thẳng vào mặt nàng ta, cút. Cút. Huyền Hoa nhìn Đế Đô Sơn, một lát sau, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bảo thiên mạch giả xuất kiếm đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Đô Sơn, muội muội ta ở trong này. Huyền Hoa gật đầu, dị thú bên ta đã thấy nàng tiến vào đây, nhưng lại chưa kịp ngăn cản, hơn nữa nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Xảy ra đại chiến. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Đô Sơn, ta không có ý làm địch với các hạ, kính xin các hạ giao muội muội của ta ra. Làm địch với ta? Bên trong Đế Đô Sơn bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, ngươi là cái thá gì? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Đế Đô Sơn, một khắc sau, kiếm Thiên Chu đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhanh chóng cầm kiếm xông lên chém về phía Đế Đô Sơn. Xoẹt! Một chém này vừa xuống, kiếm quang xé không lao đi, nơi kiếm quang đi qua, không gian nơi đó lập tức vỡ nát. Thấy cảnh này, Huyền Hoa đứng bên cạnh hoàn toàn biến sắc. Sao Diệp Huyền này lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian nơi đây như thế? Thực lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ đến vậy rồi sao? Nhưng đúng lúc này, kiếm quang kia đột nhiên dừng lại, sau đó là nổ tung. Ngay sau đấy, một bóng mờ xuất hiện ở nơi kiếm quang vừa nổ vụn kia. Cái bóng mờ ảo vô cùng, không nhìn rõ được bản thể. Khi thấy bóng mờ này, sắc mặt Huyền Hoa lập tức trùng xuống. Đế quân, một trong vài cường giả siêu cấp ở Vĩnh Sinh chi địa. Đế quân nhìn Diệp Huyền. Vảy của Trúc Long, thú vị đấy, vậy mà lão lại đồng ý giao vảy của mình cho ngươi, ngươi rất không bình thường. Diệp Huyền hỏi, các hạ, muội muội ta ở đâu?
Đế quân cười nói, trong tay ta. Diệp Huyên nhìn về phía đế quân, còn sống. Đế quân gật đầu, còn sống, nhưng ta cũng không chắc lắm. Ngươi đang chờ ta đến. Đế quân gật đầu, đúng là chờ ngươi đến. Nói xong, gã nhìn sang Diệp Huyên, ta muốn lấy một thứ trên người ngươi. Để đổi lấy muội muội ta. Đế quân cười đáp, đúng thế. Nhưng mà ta cảm thấy có lẽ ngươi sẽ không đồng ý. Ngươi muốn gì? Thư phòng kia. Thư phòng. Diệp Huyên híp hai mắt lại, hắn không ngờ đối phương lại muốn thư phòng Vạn Duy. Lúc này, đế quân lại hỏi, sao thế, không chịu à? Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, tòa thư phòng Vạn Duy kia xuất hiện trên tay hắn, ta muốn thấy muội muội. Ngươi không có chỗ để cò kè mặc cả đâu. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhìn sang Tiểu Phạn, chém chết gã đi. Tất nhiên hắn sẽ không tin đối phương. Diệp Huyên vừa nói xong, Tiểu Phạn đã đột nhiên biến mất tại chỗ, phía xa xa, đế quân kia híp hai mắt lại, thiên mạch giả. Nói rồi, gã đưa ngang tay chặn lại. Cánh tay phải của gã đỡ chọn lấy chiêu kiếm của Tiểu Phạn. Mà phía xa xa, Diệp Huyên vội quay sang Huyền Ngoa bảo, giúp ta tìm. Nói xong, hắn lập tức lao vào trong đế đô sơn, thần thức vội vàng quét quanh bốn phía để tìm kiếm tung tích của Diệp Liên, nhưng lại không phát hiện được gì, chỉ thoáng chốc sau, mắt Diệp Huyên đã đỏ ngầu. Một luồng ánh sáng đỏ phóng thẳng lên trời, chẳng mấy chốc, toàn bộ chân trời đã hóa màu đỏ máu. Chấm chấm chấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tác giả có lời muốn nói, hôm qua tôi có mơ một giấc đẹp lắm, không muốn tỉnh lại nữa. Tôi rất muốn ngâm thành thơ những cảnh tượng trong đó. Ở trên một vách núi trong đế đô sơn, Diệp Liên đang bị một cái mâu sắt ghim chặt lại, thanh trường mâu đó đâm xuyên qua bụng nàng, đồng thời còn có một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng bào mòn Diệp Liên. Đang cắn nuốt. Diệp Liên đang bị đế quân kia cắn nuốt. Khi thấy Diệp Huyên bỗng nhiên biến thành một người toàn thân đẫm máu, Huyền Ngoa lập tức biến sắc, trong lòng vô cùng khiếp sợ, đây là huyết thống gì thế? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại hắn đã đến trước mặt Diệp Liên, Diệp Liên chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy được là Diệp Huyên đến thì nàng mới khẽ nở nụ cười, ca. Diệp Huyên đưa tay nắm chặt lấy thanh mâu sắt kia, nhưng tay hắn lập tức bị thiêu cháy. Diệp Huyên không hề để ý, nhổ thẳng thanh mâu kia ra ngoài, Diệp Liên ngã vào lòng hắn, Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve gò má muội muội mình, sau đó run giọng nói, tại sao lại vào đây? Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, muội đến xem thử huynh còn sống không, nếu chết rồi thì muội đi cùng huynh. Diệp Huyên bỗng lăn dài nước mắt, ngốc quá đi. Diệp Liên nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, đừng kích hoạt huyết mạch. Nàng có thể cảm nhận được, huyết mạch của Diệp Huyên đang sôi sục lên. Mà nàng biết, một khi kích hoạt hoàn toàn thì huyết mạch sẽ không nghe theo khống chế của Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, ca không khống chế được nữa rồi. Kẻ làm hại muội muội ta, nhất định phải chết. Nói xong, hắn đưa Diệp Liên vào trong tháp giới ngục, sau đó quay đầu nhìn đế quân ở phía chân trời rồi gào lên tựa dã thú chết đi cho ông. Vừa nói xong, hắn bỗng giẫm chân phải một cái, một luồng kiếm quang đỏ lòm phóng thẳng lên trời, chém thẳng về phía đế quân. Nơi chân trời, đế quân đang giao thủ với Tiểu Phạn đột nhiên xoay người lại, lúc này luồng kiếm quang đỏ lòm kia đã phóng đến trước mặt gã, nhưng gã không hề né tránh mà đưa ngang tay chặn lại. Không gian xung quanh Diệp Huyên và đế quân run lên kịch liệt, ngay sau đó, Diệp Huyên lập tức bay ngược ra ngoài, mà đế quân thì phải cau mày lại, bởi vì toàn bộ cánh tay của gã đã nứt ra. Đế quân nhìn Diệp Huyên ở phía xa, hay cho một thanh kiếm, hay cho một mảnh vảy trúc long. Nói xong, gã đưa tay phải cách không vồ lấy Diệp Huyên, vùng không gian ở bên Diệp Huyên lập tức nổ tung. Thế nhưng Diệp Huyên lại không hề hấn gì. Giáp Trúc Long. Giáp Trúc Long đã gánh hết đòn đánh của đế quân. Thấy cảnh này, đế quân. Lại lần nữa cau chặt mày, gã đang định ra tay tiếp thì bỗng quay phát người về sau, nơi đấy có một thanh kiếm đang lao đến. Chính là Tiểu Phạn xuất kiếm. Đế quân lại chắn ngang tay phải trước người mình. Chiêu kiếm chém xuống, Tiểu Phạn phải lui nửa bước, mà đế quân kia lại bị đẩy lùi thẳng ra hơn trăm trượng. Khi gã vừa dừng lại, lại có một luồng kiếm quang đỏ lòm lao đến từ phía sau, đế quân vội xoay người đấm ra một quyền.
Luồng kiếm quang đỏ lòng kia lập tức nổ tung, mà nắm đấm của đế quân lại xuyên qua từng mảnh vỡ kiếm quang kia nện thẳng vào ngực của Diệp Huyên. Oanh! Diệp Huyên lập tức bị dội ngược ra ngoài mấy trăm trượng, khi vừa dừng lại, không gian sau lưng hắn đã nứt toát ra. Thế nhưng lại không có chuyện gì cả. Giáp Trúc Long lại một lần nữa đỡ lấy sức mạnh của đế quân, có thể nói, 8 phần 10 sức mạnh của đế quân đã bị Giáp Trúc Long này cản lại. Còn dư lại 2 phần sức mạnh mới để cơ thể Diệp Huyên trực tiếp gánh chịu, hơn nữa hắn vẫn chưa dùng bất tử chi thân, nếu dùng bất tử chi thân, cho dù hắn đứng yên để cho đế quân đánh thì e là gã cũng không thể kết liễu được hắn trong nửa canh giờ. Tất nhiên chỉ dựa vào mỗi bất tử chi thân thì vẫn không đủ, nhưng nếu thêm Giáp Trúc Long và bất tử chi thân thì hoàn toàn có thể làm được vậy. Đế quân nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, đúng là lão già rèn sắt đáng chết. Gã biết nếu là Giáp Trúc Long đơn thuần thì chắc chắn không thể kinh khủng như thế được, dù sao cũng chỉ là một mảnh giáp mà thôi, thế nhưng nếu là Giáp Trúc Long được lão thợ rèn kia luyện ra thì lại là chuyện khác. Bởi vì ông lão kia là thợ rèn giỏi nhất ở thời đại Bạch Ác, có thể nói đó là thợ rèn giỏi nhất xuyên suốt từ thời ấy đến bây giờ. Bàn về thuật rèn đúc, không ai vượt qua được ông ta. Giáp Trúc Long vào tay ông ta, chí ít sẽ được nâng cấp lên hơn 5 lần. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang lao đến cắt ngang suy nghĩ của đế quân. Người ra tay là Tiểu Phạn. Thấy Tiểu Phạn lại ra tay, đế quân híp hai mắt lại, lần này gã không dám chọn cách cường ngạnh chống lại nữa, bởi vì kiếm của Tiểu Phạn có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với gã. Đế quân phóng ra sau hơn trăm trượng, mà lúc này Tiểu Phạn đột nhiên giương ngang kiếm chém một đường. Xoẹt! Trong mắt đế quân co lại, gã lại đưa tay phải lên đỡ kiếm. Đế quân lập tức bị đẩy lùi, mà sau khi gã dừng lại, cánh tay phải của gã đã nứt ra một lỗ đỏ tươi. Tiểu Phạn đang định ra tay tiếp thì bỗng lúc này, toàn thân đế quân đột nhiên mọc ra rất nhiều vảy đen, cùng lúc ấy, một luồng khí âm u bộc phát ra từ cơ thể của gã. Nửa người nửa yêu. Tiểu Phạn lại chém ra một kiếm nữa. Xoẹt. Kiếm xé rách không gian, chém thẳng đến chỗ đế quân. Tay phải đế quân đột nhiên hóa thành một cái móng vuốt, sau đó vung móng ra vồ lấy một đường. Móng vuốt của gã lập tức bắt được thanh kiếm kia. Gã bỗng dùng sức, muốn bẻ gãy thanh kiếm kia, nhưng gã không ngờ rằng thanh kiếm lại không chút tổn hại nào, ngược lại còn làm móng vuốt của gã rách ra một vết dài. Đế quân khẽ nhíu mày, đúng lúc này, Diệp Huyên lại xuất hiện sau lưng gã, đế quân vội xoay người vung móng vuốt nhắm vào bụng của Diệp Huyên. Tốc độ của gã nhanh hơn kiếm của Diệp Huyên, nên khi kiếm còn chưa chém xuống đầu gã thì móng vuốt của gã đã chộp được vào bụng của Diệp Huyên. Oanh! Diệp Huyên lập tức bị hất bay ra ngoài, thế nhưng trong nháy mắt khi hắn bị đẩy ra đó, kiếm của hắn đã chạm vào được giữa hàng mày của đế quân, nơi đó lập tức bị kiếm thiên chu cứa ra một vết thương. Đế quân khẽ sờ lên trán mình, một giọt máu tươi lăn xuống theo đầu ngón tay gã. Đế quân híp mắt lại. Gã nhìn Diệp Huyên ở phía xa xa, nhân loại, người thành công chọc giận ta rồi đấy. Nói xong, gã đột nhiên gào lên. Không gian xung quanh mấy vạn dặm lập tức nứt toác, núi non lũ lượt đổ nát. Tiểu Phạn đang định ra tay thì đúng lúc này, đế quân đột nhiên quay đầu lại gào thét, cản thiên mạch giả lại giúp ta. Gã vừa dứt lời, một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, khà khà, từ lâu đã muốn giao thủ với thiên mạch giả. Hôm nay thử xem nào. Vừa nói xong, một cái bóng đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Phạn, thoáng chốc, vô số sợi đỏ mảnh như lông thú bắn về phía Tiểu Phạn. Thấy cảnh này, sắc mặt Huyền Ngoa lập tức thay đổi. Tà Linh. Ở Vĩnh Sinh Chi Địa này, Tà Linh cũng là một tồn tại không thể trêu vào được. Mà nàng ta không ngờ rằng, Tà Linh vậy mà đã liên thủ với đế quân rồi. Tiểu Phạn vẫn vô cảm tung kiếm ra. Những sợi đỏ kia lập tức bị chém nát, mà lúc này, Tà Linh bỗng trở nên hư huyễn, một khắc sau, không gian xung quanh Tiểu Phạn lại từ từ nứt ra như mạng nhện. Trong mắt Tiểu Phạn không có lấy một chút dao động nào, bỗng, cô bé đâm kiếm ra. Mà lúc này, đế quân ở bên kia đang bước chậm rãi đến chỗ Diệp Huyên, gã nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên rồi hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Phía xa, Diệp Huyên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phong ma, mà bấy giờ, tầng 9 bỗng lên tiếng, tiểu tử, ngươi đừng kích động. Liều mạng với thứ này không đáng đâu. Diệp Huyên im lặng.
Nếu hắn không thôi thúc huyết mạch chi lực thì hắn căn bản không làm gì được đế quân này, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn, đế quân cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn muốn đế quân phải chết. Đúng lúc này, đế quân đột nhiên nhìn về phía bụng của Diệp Huyên, ngươi là thứ rác rưởi nào vậy? Nghe thế, tầng 9 giận tím mặt, còn cái những ngươi thì sao? Thứ phế vật. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này tầng 9 lại đốt chát, không đúng, ngươi không phải vật, ngươi là một thứ tạp giao, đúng vậy, đồ tạp chủng. Diệp Huyên. Nghe được những lời này như đã chạm vào vẫy ngực của đế quân, sắc mặt đế quân lập tức trở nên dữ tợn, đồ sâu bọ, ngươi dám lăng nhục ta. Sâu bọ. Tầng 9 cười ha ha, thứ tạp chủng nửa người nửa yêu như ngươi mà dám nói ông đây là sâu bọ, thứ lai căng, ngươi có dám vào đây đánh một trận với ông không? Đúng lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể đế quân, phút chốc, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức sôi sục lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên biến sắc, đang định ra tay thì tầng 9 lại đột nhiên nhiều lời tiếp, ái chà, tạp chủng tức rồi. Nửa người nửa yêu như ngươi chắc chắn là do phụ nữ nhân loại sinh hạ cùng dòng dõi yêu tộc, thứ kết hợp giữa nhân loại và dị thú lại chẳng phải là lai căng à. À thanh minh xíu, tất nhiên ta không phản đối việc tình yêu vượt qua chủng tộc, phụ mẫu ngươi không sai, sai chính là thứ tạp chủng như ngươi ấy, không chỉ muốn cướp bảo vật của người ta mà còn ỷ lớn hiếp nhỏ, ông đây nhổ vào mặt ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì vào đây đánh với ta, ngươi bắt nạt một thanh niên 20 tuổi để làm trò gì đấy. Có dám vào đánh với ta không? Ba chiêu không giết được ngươi, ông đây chổng ngược đi nặng. Chổng ngược đi nặng. Khóe miệng Diệp Huyên hơi giật giật, tầng 9 này thô tục quá đi. Lúc này, đế quân đột nhiên châm chọc, hóa ra là bị phong ấn ở trong tháp. Đúng là buồn cười, kẻ bị phong ấn mà cũng dám hò hét với ta, thật là nực cười. Tầng 9 cười bảo, thì sao, không dám vào à? Đế quân. Nếu ngươi có bản lĩnh thì sao không ra đây mà đánh với ta một trận? Ngươi ra đây. Tầng 9 im lặng. Tất nhiên y có thể ra ngoài, thế nhưng nếu cưỡng ép đi ra thì có thể sẽ khiến Diệp Huyên phản phệ chết. Nếu Diệp Huyên chết, cô gái váy trắng kia chắc chắn sẽ tìm đến tính sổ với y, mẹ kiếp, vừa nghĩ đến cảnh đó là y đã tê cả da đầu rồi. Người phụ nữ kia cùng lắm chỉ cần ra ba kiếm là đủ để y về chầu trời rồi. Lúc này, đế quân lại châm chọc, sao nào, không ra được à? Bị một cái tháp nhỏ nhốt lại, nếu ta là ngươi thì đã tự tử chết quách cho rồi. Tầng 9 im lặng. Đế quân lại bỗng nói tiếp, mà thôi, ta phí lời với đống rác bị phong ấn làm gì? Đúng là đang đi đường lại đạp phải phân. Hả dạ. Lúc này, tầng 9 bỗng hỏi, tiểu tử, có đồng ý mạo hiểm một lần không? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, tiền bối, bình tĩnh đi. Tầng 9 cả giận, ông bình tĩnh thế đếch nào được, hôm nay ông không bình tĩnh nổi rồi đấy. Mượn thân thể ngươi dùng một lát đi. Diệp Huyên im lặng một chốc rồi hỏi, người có thể giết chết hắn không? Tầng 9 bực mình, ông đây mà không giết được nó thì sau này nhận ngươi làm đại ca. Chịu chưa? Nói chuyện giữ lời đó. Người ra đi. Diệp Huyên vừa nói xong, thân thể hắn đột nhiên run lên, một khắc sau, hai mắt Diệp Huyên đã biến thành màu tím đậm. Diệp Huyên bấy giờ, thân thể là của hắn, nhưng linh hồn đã thành tầng 9. Trong nháy mắt tầng 9 xuất hiện đó, thế giới bên trong dị thú kinh đột nhiên rung lên dữ dội. Mà đúng lúc này, ở vũ trụ tứ duy xa xôi, trong một tinh không vô tận, cô gái váy trắng bỗng dừng bước, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ ngũ duy, trong mắt nàng ấy ngập tràn sát ý. Vũ trụ ngũ duy, đế đô sơn, tầng 9 bỗng như gặp phải kích động gì đó, y lập tức biến sắc. Sau đó vội vàng kinh hãi nói, đại tỷ, ta ra để đánh nhau giúp hắn mà. Ta đánh nhau giúp hắn đó, không phải đoạt xác đâu. Đại tỷ, thật đó, thề luôn. Tiểu tử kia, mẹ nó mau mau ra đây nói chuyện hộ xem, nói là ông đây đánh nhau giúp ngươi, không thì ta đi đời nhà ma đấy. Diệp Huyên. Lúc này, tầng 9 thật sự bị dọa sợ rồi. Vì y cảm nhận được một luồng sát khí đến từ vũ trụ tứ duy. Sát khí của cô gái váy trắng. Rõ ràng cô gái váy trắng cho rằng y đang đoạt xác Diệp Huyên. Hiểu lầm này không tốt lắm đâu. Tầng 9 đổ mồ hôi lạnh. Nếu vì một hiểu lầm mà bị giết chết thì y thật uất ức quá. Lúc này, Diệp Huyên chợt lên tiếng, tiền bối,
người cảm nhận được cô gái váy trắng à? Nói thừa. Tầng 9 hơi sốt ruột, tiểu tử, người mau nói ta không phải đang đoạt xác ngươi, là đang đánh nhau giúp ngươi. Mau nói đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta nói rồi nàng có nghe được không? Tầng 9 đáp, nàng chắc chắn nghe thấy. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó cất lời, vị tiền bối này chỉ đánh nhau giúp ta thôi, không phải đoạt xác ta. Hắn vừa nói xong, trong tinh không ở vũ trụ tứ duy xa xôi, cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, tiếp tục tiến về phía trước. Vũ trụ ngũ duy, tầng 9 thở phào nhẹ nhõm. Vì sát khí kia biến mất rồi. Không thể không nói, khi nãy y thật sự hơi hoảng hốt. Nếu vì thế này mà bị giết thì quá vô lý. Lúc này, đế quân ở phía xa chợt cười nói, mượn thân hoán hồn à. Tầng 9 nhìn về phía đế quân, sống càng lâu lại càng ngu xuẩn chính là dùng để miêu tả ngươi đấy. Nói xong, y vung tay áo lên, một lực lượng lập tức lan ra. Đế quân ở phía xa lắc đầu cười khẽ, nâng tay lên đỡ, khi lực lượng kia đi tới trước mặt gã, sắc mặt của gã thoáng chốc thay đổi, muốn rút lui, nhưng đã không kịp nữa. Đế quân bay thẳng ra ngoài chừng nghìn trượng, không gian nơi đế quân đi qua cũng biến thành một màu đen nhánh. Không gian vỡ nát. Đế quân dừng lại, nhìn thấy tay phải của mình đã hoàn toàn nát bấy. Thấy cảnh này, sắc mặt của Huyền Ngoa thoáng chốc trở nên nặng nề. Thật mạnh quá. Không ngờ cao thủ trong người Diệp Huyên lại mạnh như vậy. Thật ra cả Diệp Huyên cũng bị làm giật mình. Hắn biết tầng 9 rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Phải biết rằng hắn có thể cảm nhận được, tầng 9 bây giờ hoàn toàn chưa phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhiều nhất chỉ có một nửa thực lực mà thôi. Đế quân ở xa nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, trong mắt gã lộ vẻ nặng nề. Tầng 9 tiến lên một bước, một đóa hoa sen chợt xuất hiện dưới chân, một khắc sau, đóa hoa sen kia đã xuất hiện trên đầu đế quân. Một chùm sáng màu đen thần bí bao phủ lấy đế quân, sắc mặt đế quân thay đổi, gã giơ tay trái lên. Oanh! Một lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên hoa sen đen kia. Hoa sen chấn động kịch liệt, nhưng lại không hề bị tổn hao gì, mà lúc này, thân thể của đế quân đột ngột bốc cháy. Tầng 9 nở nụ cười khinh thường, ngay cả thân thể cũng không tu luyện thành bất hủ, ta không biết ngươi lấy cảm giác hơn người ở đâu ra nữa. Đế quân nhìn chằm chằm tầng 9, gã chợt hét to, thân thể biến ảo, cuối cùng, gã biến thành một con dị thú nửa người nửa sói, đầu người mình sói. Thiên lang! Lúc này... Huyền Ngoa ở bên cạnh nhẹ giọng nói, gã có huyết mạch thiên lang. Thiên lang, đứng thứ ba trên bảng dị thú, là dị thú hàng đầu giống như Trúc Long, đương nhiên là không mạnh bằng Trúc Long, nhưng cũng rất lợi hại. Nghe đồn thiên lang có thể nuốt nhật nguyệt. Thiên lang, sói. Tầng 9 cười nhạt, sao ta thấy giống chó thế? Huyền Ngoa, lúc này, Diệp Huyên chợt cất lời, tiền bối, có thể giải quyết gã trước không? Tầng 9 nói, khó khăn lắm ta mới ra ngoài một lần, để ta chơi lâu hơn một lát không được à? Diệp Huyên. Lúc này, đế quân ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu hét to, sau tiếng hét này, hoa sen đen của tầng 9 lập tức mờ dần đi, cùng lúc đó, lực lượng thần bí bao phủ trên người gã cũng lập tức tan thành mây khói. Đế quân nhìn chằm chằm tầng 9 với vẻ dự tợn, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, gã tung người nhảy lên. Lao về phía tầng 9. Tầng 9 nói, tiểu tử, biểu diễn cho ngươi xem tuyệt kỹ thành danh của ta. Nói xong, y lập tức biến mất. Đế quân cũng vồ hụt. Lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên đánh lên người gã. Đế quân bị đánh bay ra ngoài, gã vừa lùi lại mấy trượng, lại có một lực lượng thần bí đánh lên người, cứ thế, đế quân bị đánh tới đánh lui trong không trung chẳng khác nào quả bóng. Mà tầng 9 hoàn toàn không thấy đâu. Huyền Ngoa ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Không ngờ đế quân lại bị hành hạ đến mức này. Chuyện này kéo dài khoảng một khắc, sau đó, tầng 9 xuất hiện. Đế quân thì bị không gian vây lấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tầng 9 cười ha ha, tiểu tử, thế nào? Diệp Huyên không đáp, lúc này, trong lòng hắn đang không ngừng dao động. Vào khoảnh khắc khi nãy, hắn cảm thấy mình có mặt ở khắp mọi nơi. Cảm giác này quá đáng sợ. Giống như cả bầu trời đều nằm trong sự khống chế của hắn vậy. Nắm trong tay mọi thứ. Chính là cảm giác này.
Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó hỏi, tiền bối, đây là thần thông gì vậy? Tầng 9 nói, người hóa thiên địa, thân thể hóa thiên địa, cũng tương tự vực của ngươi, nhưng suy cho cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Diệp Huyên sửng sốt, đây là tiểu đạo. Tầng 9 giải thích, đại đạo luôn rất giản dị, chiêu thức này của ta khá màu mè. Năm đó khi ta sử dụng chiêu thức này đối phó với tiên tri đã bị đánh đến mức không dám hống hách nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, bây giờ thực lực của người mạnh hơn năm đó rồi đúng không? Tầng 9 cười to, đương nhiên, mấy năm nay dù bị giam, nhưng ta vẫn chưa từng từ bỏ việc tu luyện. Nếu bây giờ gặp tiên tri, dưới tình huống không liều mạng chắc có thể so được mấy chiêu. Được rồi, không nói với ngươi nữa. Bây giờ ông muốn vả mặt cái tên kia. Nói xong, y nhìn về phía đế quân đang bị nhốt, không phải ngươi nói ông chỉ là sâu bọ thôi à? Diệp Huyên. Đế quân nhìn chằm chằm tầng 9, rốt cuộc ngươi là ai? Tầng 9 cười nói, ông đây là người ngươi không thể trêu vào đấy. Ha ha, nói thật nhé danh con, đời này nếu ông đây không gặp phải tiên tri và cô gái váy trắng, có lẽ ta có thể sống rất thoải mái, đáng tiếc là ông lại gặp phải, thật quá thảm thương. Diệp Huyên nói, tiền bối đã rất mạnh rồi. Tầng 9 lại lắc đầu, từ trước đến giờ ta chưa từng cảm thấy mình rất mạnh, vì có người còn mạnh hơn ta. Sau khi gặp tiên tri và cô gái váy trắng, tâm cảnh của ta đã phát triển hơn nhiều, ít nhất sự kiêu ngạo trước đây cũng hoàn toàn biến mất. Con người ấy, có chút bản lĩnh đã bắt đầu ra vẻ, người cảm thấy mình lợi hại, thật ra có thể ở trong mắt vài người, người còn không bằng một con kiến nữa. Nói xong, y nhìn về phía đế quân ở cách đó không xa, giống như tên này đây, hắn rất kiêu căng trước mặt ngươi vì hắn sống lâu hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng ở trong mắt ta, hắn chỉ là một con kiến, ha ha. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, có một vấn đề, người đánh thắng thiên mạch giả và đệ cửu không? Tầng 9 cười đáp, thực lực hai người mà ngươi nói hơi kỳ lạ, đặc biệt là đệ cửu kia, nàng ta không có năng lượng, cũng không có linh hồn, rất quỷ dị, giao thủ với nàng ta có lẽ là ngang tài ngang sức, đương nhiên ta không biết thực lực chân thật của nàng ta, cho nên ta cũng không dám chắc. Còn về thiên mạch giả, ta chỉ có thể nói với ngươi, tiểu cô nương này thật sự không đơn giản, từ kiếm của cô bé đã có thể nhìn ra được, ngày đó lúc lần đầu tiên gặp cô bé, ngươi đừng nghĩ ta giả vờ, một kiếm kia của cô bé thật sự có uy hiếp chí mạng với ta. Tiểu phản, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta có cảm giác rằng đây vẫn chưa phải năng lực thật sự của cô bé. Tầng 9 đáp lời, chắc chắn không phải, được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, chuyện còn lại ngươi tự xử lý đi. Ta phải nghỉ dưỡng sức một khoảng thời gian. Nói xong, linh hồn của y lập tức biến mất. Diệp Huyên bình thường trở lại. Diệp Huyên nhìn Tiểu Phạn ở phía xa, Tiểu Phạn đang đè tà linh kia ra đánh, rõ ràng tà linh hoàn toàn không phải đối thủ của Tiểu Phạn. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn đi tới trước mặt đế quân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc hắn là ai? Diệp Huyên đang muốn ra tay thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, đợi đã. Diệp Huyên quay đầu nhìn, người đến chính là dị thú kinh kia. Thấy dị thú kinh, Diệp Huyên híp mắt, trong mắt có sát khí lóe lên. Dị thú kinh nói, người không định hỏi còn có ai đứng sau hắn không à? Người đứng sau. Diệp Huyên nhíu mày, hắn suýt quên điều tra cái này. Từ đầu đến giờ, hắn cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản lắm. Ha ha! Lúc này, đế quân đột nhiên cười to. Dị thú kinh nhìn đế quân, các ngươi có cấu kết với người ngoài. Đế quân cười, quả nhiên vẫn không thể giấu được ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía đế quân, phệ linh tộc, vô địch tông. Đế quân nhìn Diệp Huyên, thư phòng trên người ngươi là điểm mấu chốt để chống lại ngũ duy kiếp, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên hỏi, còn ai có ý đồ với ta nữa? Đế quân cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyên chợt rút kiếm chém một cái. Xoẹt, đầu của đế quân lập tức rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn đầu của đế quân, ông đây không đoán. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía tà linh, mà lúc này, tà linh chợt biến thành một tia sáng trắng biến mất ở cuối chân trời, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tức giận, Diệp Huyên cũng không muốn đuổi theo nữa. Tiểu Phạn dừng lại, cô bé đột nhiên kề kiếm lên ngang cổ mình, thấy cảnh này. Sắc mặt của dị thú kinh lập tức thay đổi,
Ả ta vội nói, ngăn nàng lại, nàng làm như thế cũng sẽ khiến mình bị thương đấy. Diệp Huyên vội ngăn cản Tiểu Phạn, hắn nhìn Tiểu Phạn, lắc đầu, đừng làm mình bị thương. Tiểu Phạn gật đầu, cất kiếm đi. Diệp Huyên nhìn về phía dị thú kinh, dị thú kinh nói, trước khi ra tay, cho ngươi xem một thứ. Dứt lời, Ả ta lấy một tấm gương ra, trong gương có một hình ảnh xuất hiện, trong hình là Đế Đô Sơn, trên đỉnh ngọn núi, đế quân đang nói chuyện với một người đàn ông áo trắng. Trong hình ảnh, đế quân rất cung kính với người đàn ông áo trắng kia. Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một khắc sau, hình ảnh chợt biến mất. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, ngươi biết người đàn ông áo trắng kia là ai không? Diệp Huyên lắc đầu. Dị thú kinh trầm giọng nói, người này im hơi lặng tiếng tiến vào thế giới của ta, nhưng ta không thể cảm nhận được, hơn nữa hắn còn có thể trốn khỏi ta, người biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là thực lực của hắn mạnh hơn bản thể của ta. Nói xong, Ả ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, bây giờ đến cả thiên mạch giả cũng chưa làm được như thế. Thực lực của người đàn ông áo trắng mạnh hơn cả Tiểu Phạn. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, con mẹ nó, vẫn chưa chịu thôi à. Trong tháp, Liên Thiển dùng huyền khí truyền âm cho tầng 9, các hạ, rõ ràng cô gái váy trắng kia có thực lực giết chết đối thủ của Diệp Huyên, vì sao nàng lại không ra tay? Một lát sau, tầng 9 đáp, ở trong mắt nàng ấy, những người này là đối thủ sao? Liên Thiển nghe những lời tầng 9 nói. Khẽ thở dài. Cũng đúng, trong mắt cô gái váy trắng, những người ở vũ trụ ngũ duy này đều không phải là đối thủ. Cô gái váy trắng kia mạnh như thế nào? Không ai biết. Nàng ta cũng không biết, nàng ta chỉ biết là, cho dù là tiên sinh của trước kia cũng tuyệt đối không giết được nàng. Bởi vì nàng thật sự quá mạnh. Đó là một cô gái có thể khiến người ta tuyệt vọng. Mà nàng để cho Diệp Huyên lăn lộn như thế này ở vũ trụ ngũ duy. Khả năng lớn nhất chính là muốn rèn luyện hắn. Diệp Huyên của bây giờ, cần phải trưởng thành. Nếu như chuyện gì cũng để cô gái váy trắng làm thì Diệp Huyên làm sao trưởng thành. Có thể nói, nếu cô gái váy trắng trực tiếp tiêu diệt đối thủ của Diệp Huyên thì chẳng khác nào đang hại hắn. Đương nhiên, có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là ngộ nhỡ Diệp Huyên chết thì sao? Nếu Diệp Huyên chết, vũ trụ ngũ duy cũng sẽ xong đời. Mặc dù nàng ta không mấy quen biết với cô gái váy trắng, nhưng nàng ta vẫn biết một chút về tính khí của cô gái váy trắng, cô gái kia không có chút thương xót nào đối với chúng sinh. Trong mắt cô gái kia chỉ có một mình Diệp Huyên. Đúng lúc này, dị thú kinh đột nhiên nói, Diệp Huyên, xem ra bây giờ có không ít người mưu đồ muốn chiếm thư phòng của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, ngoài Phệ Linh tộc và Vô Địch tông còn cả ngươi ra, ta không nghĩ ra còn ai muốn đến kiếm chuyện với ta nữa. Dị thú kinh nói, có lẽ ta biết một chút. Diệp Huyên nhìn về phía dị thú kinh nhẹ giọng nói, có thể là một vài thế lực cổ xưa còn sống sót từ kỷ phấn trắng, giống như Vô Địch tông, bọn họ thông qua một vài phương pháp đặc biệt, sống sót qua nạn ngũ duy kia. Đương nhiên, cũng có thể là từ Hàn Võ kỷ. Kỷ Hàn Võ. Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải nói chỉ có Bất Bại A La còn sống sót từ Hàn Võ kỷ sao? Dị thú kinh sắc mặt không chút biểu cảm, ta không biết Bất Bại A La, nhưng ta biết có một người đến từ Hàn Võ Kỷ. Diệp Huyên hỏi, ai? Dị thú kinh nói, ngay bên cạnh ngươi. Diệp Huyên ngây người, rất nhanh, hắn nhìn về phía Tiểu Phạn ở bên cạnh cô bé. Dị thú kinh gật đầu, cô bé chính là người còn sống sót từ Hàn Võ Kỷ. Tiểu Phạn nhìn thoáng qua dị thú kinh, cô bé nắm chặt thanh kiếm trong tay. Dị thú kinh nheo mắt, ta đang nói chuyện bình thường với ngươi, nói chuyện bình thường, hiểu không? Sắc mặt Tiểu Phạn lạnh lùng, nhưng không xuất kiếm. Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi làm thế nào nhận định Tiểu Phạn đến từ Hàn Võ Kỷ? Dị thú kinh nói, chủ nhân nói. Vị kỳ nhân kia. Diệp Huyên trầm tư một lát, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, trước Hàn Võ Kỷ là thời đại gì? Dị thú kinh nói, không biết. Diệp Huyên nói, hay là nói, Hàn Võ Kỷ là thời đại sớm nhất của vũ trụ ngũ duy. Dị thú kinh lắc đầu, chắc chắn không phải. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Dị thú kinh nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đó là việc ngươi cần phải bận tâm hay sao? Diệp Huyên nhìn dị thú kinh, thế nào, ngươi không cần thư phòng của ta nữa?
Dị thú kinh nói, Diệp Huyên, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng giữ thư phòng kia, nếu không ngươi thật sự sẽ chết không toàn thây. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang Huyền Ngoa ở bên cạnh Diệp Huyên, Huyền Ngoa, các ngươi muốn tự do, muốn đi ra ngoài, ta cho các ngươi, từ bây giờ trở đi, các ngươi có thể rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng ta định rời đi, nhưng lúc này, dường như lại nhớ đến điều gì, nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phạn, Diệp Huyên, tốt hơn hết ngươi không nên đưa cô bé đi cùng, thực lực của cô bé mạnh, nhưng ta có dự cảm, nếu ngươi dẫn cô bé theo, tất cả họa lớn. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, đừng nghe nàng ta nói bậy. Cô bé này cũng mang trên người nhân quả, nhưng nhân quả có lớn, cũng không lớn bằng của ngươi, cứ việc mang theo, nếu có chuyện gì, thì cô gái váy trắng gánh vác. Diệp Huyên. Dị thú kinh lạnh lùng nhìn thoáng qua bụng Diệp Huyên, sợ rằng cô gái váy trắng mà ngươi nói không gánh nổi. Tầng 9 nói, này, vì sao các ngươi luôn coi thường nàng ta? Dị thú kinh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Tại chỗ, Huyền Ngoa đột nhiên nói, nàng ta hẳn là đã phát hiện ra điều gì, cho nên mới dứt khoát từ bỏ việc tranh giành thư phòng của ngươi, mà thứ có thể khiến nàng ta sợ. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp nữa. Diệp Huyên tất nhiên hiểu ý của Huyền Ngoa. Hắn cũng biết tính cách của dị thú kinh, cô gái này ngoại trừ hơi kiêng dè Tiểu Phạn ra, nàng ta căn bản không sợ ai cả, nhưng người đàn ông áo trắng kia lại làm nàng ta sợ. Chắc chắn là sợ, nếu không, nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lúc này, tầng 9 lại nói, người đàn ông áo trắng kia không đơn giản. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối biết lai lịch của đối phương. Tầng 9 nói, không biết, nhưng hắn ta làm ta có cảm giác nguy hiểm, tóm lại, vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói, đến lúc phải rời đi rồi. Chuyến đi đến vùng đất Vĩnh Sinh này rất hoàn hảo. Một bên, Huyền Ngoa nói, Diệp công tử có dẫn theo thiên mạch giả ra ngoài không? Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Phạn, theo ta ra ngoài, được không? Tiểu Phạn lập tức gật đầu. Diệp Huyên cười nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Ngoa cô nương, cô cũng ra ngoài à? Huyền Ngoa cười nói, tạm thời không ra. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy sau này gặp lại. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Phạn xoay người rời đi. Sau khi nhìn Diệp Huyên rời đi, Huyền Ngoa xoay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng ta đã đến trên một đỉnh núi, dị thú kinh đang lặng im đứng ở trên đỉnh núi đó. Huyền Ngoa nhìn dị thú kinh, vì sao đột nhiên lại từ bỏ. Dị thú kinh từ từ nhắm hai mắt, sợ. Rất thẳng thắn. Huyền Ngoa trầm giọng nói. Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra điều gì? Dị thú kinh nói, ngươi có biết người đàn ông áo trắng kia là ai không? Huyền Ngoa lắc đầu. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, nếu là trước đây, ta sẽ nghi ngờ liệu thư phòng kia có đủ sức chống lại nạn ngũ duy không? Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy người đàn ông áo trắng, ta biết, thư phòng kia chắc chắn có thể chống lại nạn ngũ duy. Huyền Ngoa nhíu mày, vì sao? Dị thú kinh nhẹ giọng nói, bọn họ ra tay rồi. Bọn họ, Huyền Ngoa chau mày, đang muốn nói, đúng lúc này, dường như nàng ta nghĩ đến cái gì, đồng tử chợt co rụt lại, bọn họ. Trên đỉnh núi, dị thú kinh nhẹ giọng nói, ta thật muốn nhìn xem, cô gái váy trắng kia có thể đối phó được không? Chấm chấm chấm. Một bên khác, Diệp Huyên cũng không trực tiếp rời đi, mà đi đến trước cung tử nhân. Hắn không đi vào mà đứng ở bên ngoài cung tử nhân hành lễ thầy trò, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đến chỗ ở của ông lão thợ rèn, nhưng lúc này ông lão thợ rèn đã không còn ở đó. Đi rồi. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, nhăn mày. Một lát sau, Diệp Huyên hướng trước mặt cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Chốc lát sau, Diệp Huyên đến chỗ lối ra của vùng đất Vĩnh Sinh. Hắn xoay người nhìn tấm bia đá sau lưng, lắc đầu. Vốn cho rằng lần này có thể nhìn thấy kiếm vĩnh sinh trong truyền thuyết, đáng tiếc, không gặp được, nhưng cũng không tồi, lần này hắn thu hoạch được không ít, quan trọng nhất là bên cạnh có thêm một cô nhóc. Tiểu Phạn. Diệp Huyên nắm tay Tiểu Phạn rời khỏi vùng đất Vĩnh Sinh. Mà Diệp Huyên và Tiểu Phạn vừa đi, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước tấm bia đá, dị thú kinh nhìn lối ra kia,
nhẹ giọng nói, thế giới bên ngoài rất phức tạp. Chấm 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 chấm. Sau khi ra khỏi vùng đất Vĩnh Sinh, Diệp Huyên đã gặp được nữ phu tử cùng Trương Văn Tú và Tàn Nữ, nhưng những cao thủ của Vô Địch Tông và Phệ Linh Tộc đã biến mất sạch sẽ. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, Phệ Linh Tộc và Vô Địch Tông đâu? Nữ phu tử nói, ba canh giờ trước, bọn họ đột nhiên rời đi, có chút kỳ quặc. Rời đi. Diệp Huyên nhíu mày, có hơi khó chịu, hắn còn muốn sau khi đi ra sẽ đánh một trận với Vô Địch Tông và Phệ Linh Tộc. Nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội. Diệp Huyên nhìn về phía nữ phu tử, ta đến Phệ Linh Tộc. Nói xong, hắn lập tức dắt theo Tiểu Phạn rời đi. Mà lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi xác định. Diệp Huyên cười nói, xác định. Trương Văn Tú gật đầu, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên nói, không cần. Trương Văn Tú nhíu mày, thế nào, chê ta thực lực thấp. Đúng lúc này, Tiểu Phạn ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Trương Văn Tú, chuẩn bị xuất kiếm, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng ngăn Tiểu Phạn, đừng, đừng xúc động. Đây là người một nhà. Tiểu Phạn nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, thu hồi kiếm. Mà sắc mặt Trương Văn Tú lại vô cùng nghiêm nghị, bởi vì trong chớp mắt vừa rồi, nàng ta đã cảm nhận thấy hơi thở chết chóc. Diệp Huyên nhìn thấy Tiểu Phạn thu hồi kiếm, liền thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên thực lực của Trương Văn Tú rất mạnh, nhưng so với Tiểu Phạn, chắc chắn vẫn kém hơn một chút. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, cô bé là ai? Diệp Huyên cười nói, Tiểu Phạn. Trương Văn Tú nói, dẫn từ trong kia ra. Diệp Huyên gật đầu. Trương Văn Tú giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyên, người lợi hại. Nói xong, nàng ta nhìn Tiểu Phạn, người rất mạnh. Tiểu Phạn nhìn Trương Văn Tú, không nói gì. Diệp Huyên liếc nhìn Trương Văn Tú và nữ phu tử, sau đó nói, chúng ta đi đến Phệ Linh Tộc. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, người có nắm chắc không? Diệp Huyên gật đầu, hiện tại rất chắc chắn. Trương Văn Tú nói, vậy đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó cùng ba cô gái biến mất tại chỗ. Phệ Linh Tộc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên dẫn theo ba cô gái đến nơi từng là linh giới, nhưng mà, ở nơi linh giới đã bị phá tan này không có một ai. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tất cả đã đi rồi. Nữ phu tử nhẹ giọng nói, bọn họ dường như biết ngươi sẽ tới. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có biết chuyện này là sao không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, hẳn là có liên quan đến người đàn ông áo trắng thần bí kia. Nói xong, hắn nhìn sang nữ phu tử, Phệ Linh Tộc và Vô Địch Tông không thể nào hoàn toàn biến mất một cách im hơi lặng tiếng như vậy, giúp ta điều tra về bọn họ. Nữ phu tử gật đầu, được. Trương Văn Tú đột nhiên nói, không bằng trực tiếp mở thư phòng. Mở thư phòng. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó lắc đầu, không được. Sau khi chứng kiến sự đáng sợ của vùng đất Vĩnh Sinh, Diệp Huyên tất nhiên không dám khinh thường ngục tối vô biên và hư vô duy độ, hai nơi kia đều có chủ ý với thư phòng. Còn cả người đàn ông áo trắng. Nếu bây giờ mở ra, sợ là sẽ bị đánh hội đồng. Dường như nghĩ đến điều gì, hai mắt Diệp Huyên sáng lên, ông đây có thể đi tìm cô gái váy trắng, mở thư phòng khi ở bên cạnh nàng ta, xem ai dám động đến ta. Chấm 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 chấm. Tìm cô gái váy trắng. Nếu mở thư phòng ở bên cạnh cô gái váy trắng, ai có thể làm gì được hắn? Nghĩ vậy, Diệp Huyên định cùng Tiểu Phạn đi vũ trụ tứ duy. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Phạn ở bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu, thanh thiết kiếm rỉ sắt trong tay cô bé bỗng nhiên hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Phía chân trời, trên những đám mây, thanh kiếm này xuyên tầng mây, mà lúc này, một người đàn ông áo trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và những người khác. Người đàn ông áo trắng áp nhẹ tay phải, thanh thiết kiếm rỉ sắt kia lập tức dừng lại, ngay sau đó, thanh kiếm từ trên đám mây rơi thẳng xuống. Trong lúc thanh kiếm rơi xuống, vùng trời đất này lập tức trở nên hư ảo. Phía dưới, Tiểu Phạn bước lên trước một bước, cô bé giơ tay ra nắm lấy, kiếm vừa vặn rơi vào trong tay cô bé, nhưng trong chớp mắt cô bé lùi mạnh về sau mấy chục trượng. Tiểu Phạn cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông áo trắng. Cô bé đang muốn cầm kiếm gạt qua cổ mình, Diệp Huyên đột nhiên ngăn cô bé lại. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo trắng, ngươi là ai?
Người đàn ông áo trắng cười nói ra, người cũng chưa chắc biết được. Diệp Huyên mỉm cười, người cũng muốn thư phòng kia. Người đàn ông áo trắng gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng ta biết, người sẽ không cho ta. Diệp Huyên nói, nếu người muốn, tự mình tới lấy. Người đàn ông áo trắng cười nói, Diệp Huyên, ta biết người không đơn giản, không chỉ được truyền thừa từ tiên tri, trong cơ thể còn có 3 thanh phàm kiếm. Trúc Long và vị ở cung tử nhân cùng với lão thợ rèn kia đều dốc toàn lực giúp ngươi, à đúng rồi, còn có thiên mạch giả và người trong cơ thể ngươi, bọn họ đều không đơn giản. Đương nhiên, người không đơn giản nhất vẫn là cô gái váy trắng phía sau ngươi, hình như nàng ta đang thay ngươi chống lại một vài nhân quả chưa rõ. Cô gái váy trắng. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hắn thật không ngờ, đối phương thậm chí biết cả về cô gái váy trắng. Người đàn ông áo trắng lại nói, đáng tiếc là, cô gái váy trắng thay ngươi chống lại nhân quả kia, hình như nàng ta không thể lên vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, ngươi khẳng định nàng ta không thể lên. Người đàn ông áo trắng cười nói, cũng không chắc chắn, nhưng đối với ta mà nói, nàng ta có thể lên hay không cũng đều giống nhau. Diệp Huyên nói thầm trong lòng, tiền bối, gã này hình như không sợ cô gái váy trắng. Tầng 9 nói, đừng tội nghiệp hắn. Diệp Huyên. Trên không trung, người đàn ông áo trắng đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, ta và ngươi làm một cuộc giao dịch, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, giao dịch gì? Người đàn ông áo trắng nói, rất đơn giản, ngươi đưa thư phòng cho ta, đồng thời mở nó ra cho ta, đổi lại, từ giờ trở đi, ở vũ trụ ngũ duy này sẽ không có bất kỳ ai đến làm phiền ngươi, ta bảo đảm. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi lầm rồi. Thư phòng này không phải của ta, mà là của thư viện Vạn Duy. Ngươi nên hỏi là phu tử. Trên không trung, người đàn ông áo trắng nhìn về phía nữ phu tử, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý, đúng không? Nữ phu tử gật đầu, đồ tiên sinh để lại tuyệt đối không có thể rơi vào tay kẻ vô lại. Người đàn ông áo trắng nhẹ gật đầu, xem ra, không có cách nào nói chuyện nữa rồi. Nói xong, hắn ta cười cười. Sau đó nói, Diệp Huyên, người dám rời khỏi vũ trụ ngũ duy, ta có thể cam đoan, cho dù thiên mạch giả và người ở trong cơ thể ngươi ra ngoài, ta cũng có thể giết sạch cả Phù Văn Tông và thư viện Vạn Duy trong vòng một canh giờ, người muốn thử không? Diệp Huyên nheo mắt lại, người đang uy hiếp ta sao? Người đàn ông áo trắng gật đầu, phải. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu đột nhiên phóng lên cao. Suy. Kiếm thiên chu lúc này không biết đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, kiếm quang bay lên trời, không gian nơi nó đi qua trực tiếp bị xé rách, hình thành một vết nứt không gian tối đen rất dài. Trên không trung, người đàn ông áo trắng lắc đầu cười, hắn ta chỉ tay xuống dưới, chỉ một cái chỉ tay này, kiếm thiên chu dừng lại trong không trung. Không gian trong phạm vi hàng vạn dặm xung quanh lập tức nứt ra thành hình mạng nhện. Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn ta chỉ nhẹ tay hướng xuống phía dưới. Từ trên không trung kiếm thiên chu rơi xuống, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Mà lúc này, kiếm thiên chu thế mà không thể phản kháng lại lực lượng kia. Phía dưới, Diệp Huyên nheo mắt, ánh mắt ngưng trọng. Diệp Huyên đang định ra đón, lúc này, tầng 9 nói, người không đỡ nổi đâu. Vừa dứt lời. Tiểu Phạn bước lên phía trước, cô bé mở bàn tay ra, kiếm thiên chu trực tiếp rơi vào trong tay cô bé. Không gian nơi Tiểu Phạn đứng lập tức sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người tại đây đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Thực lực của người đàn ông áo trắng cũng không khỏi quá mạnh rồi. Trên đám mây, người đàn ông áo trắng nhìn Tiểu Phạn, không hổ là thiên mạch giả, cho dù chưa thức tỉnh, cũng đã mạnh như thế, lợi hại. Phía dưới, Tiểu Phạn nhìn người đàn ông áo trắng, kiếm thiên chu trong tay cô bé đột nhiên biến thành thanh thiết kiếm rỉ sắt kia, ngay sau đó, hai tay cô bé cầm kiếm chém mạnh về phía chân trời. Suy, nhát kiếm này làm cả phía chân trời nứt ra. Trên đám mây, người đàn ông nhẹ nhàng chỉ hai ngón tay hướng xuống phía dưới, không gian trước mặt hắn ta rung lên kịch liệt, mà phần không gian ngay đầu ngón tay hắn không còn tiếp tục nứt ra nữa. Bởi vì lực lượng của Tiểu Phạn đã bị hắn ta cản lại. Tiểu Phạn đang định ra tay lần nữa, tay phải người đàn ông áo trắng đột nhiên duỗi ra, hắn ta búng nhẹ ngón tay cái và ngón trỏ,
những tầng mây nơi chân trời phía xa bỗng dâng lên giống như thủy triều. Ngay sau đó, người đàn ông áo trắng chỉ xuống dưới, đi. Lúc này, tầng mây kia biến hóa thành một cây trường thương phá không mà đi. Khi cây trường thương này rơi xuống, cả khoảng trời đất đột nhiên trở nên hư ảo. Căn nguyên đang biến mất. Cây thương này đang làm tổn hại căn nguyên của nơi này. Có thể nói, cây thương này có thể khiến không gian nơi này biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Quá mạnh! Phía dưới, Tiểu Phạn từ từ nhắm mắt lại, ngay sau đó, cô bé bất chợt mở mắt, hai tay cầm kiếm cứa mạnh vào yết hầu của mình. Suy! Sắc mặt Tiểu Phạn lập tức tái đi. Mà phía chân trời, tựa như có tiếng xé rách gì đó vang lên, ngay sau đó, người đàn ông áo trắng biến mất. Chết rồi! Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, không phải chết rồi. Là chạy trốn rồi, xem ra, tên kia cũng không nghĩ muốn đón đỡ một đòn này. Chạy rồi! Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, làm như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng đi đến trước mặt Tiểu Phạn, không sao chứ? Tiểu Phạn lắc đầu, cô bé lấy ra một bình ngọc trắng, sau đó uống cạn. Nước suối sinh mệnh. Sau khi uống hết, cô bé không vứt đi, mà cất cái bình đi. Diệp Huyên kéo tay Tiểu Phạn, nhẹ giọng nói, thật sự không sao chứ? Tiểu Phạn lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Hiển nhiên, chiêu này giết địch 1000, tự tổn hại 800. Nhưng chiêu này thật sự rất mạnh. Bất kể là ai, khi đối mặt với chiêu này, đều vô cùng kiêng dè, cho dù là tầng 9 và cả người đàn ông áo trắng kia. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ cách nạp năng lượng cho đệ cửu đi, nếu không, ta cảm giác ngươi có thể gặp nguy hiểm. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại nói như thế? Tầng 9 nói, ngươi vừa rồi rất không bình thường, hơn nữa, ta cảm nhận được một ít hơi thở ẩn hiện ở xung quanh, rất mạnh. Rất mạnh. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, rốt cuộc là thế lực gì? Đang nhằm vào mình. Đi vũ trụ tứ duy không? Diệp Huyên trầm lặng. Hắn thật sự không dám đánh cược, nếu hắn đi vũ trụ tứ duy, Phù Văn Tông và Thư viện Vạn Duy phải làm sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nói, hắn ta vì sao không trực tiếp giết ta? Tầng 9 nói, có thể là vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, dù sao, bên cạnh ngươi có ta và cô bé này, nếu hắn ta có thể giết ngươi trước mặt hai bọn ta. Vậy thì hắn ta cũng không cần thiết phải che giấu như vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm giác mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Tầng 9 nói, rất bình thường, nếu không phải đã chứng kiến sức mạnh của cô gái váy trắng, ta cũng muốn cướp thư phòng của ngươi, nó rất hữu ích đối với chúng ta, dù sao, nhà tiên tri không phải một người bình thường. Nhưng cô gái váy trắng phía sau ngươi khiến ta xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ kia, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vậy bây giờ xem ra tạm thời không thể đi đến vũ trụ tứ duy rồi. Nhưng ta lại không liên lạc được với nàng ta. Tầng 9 nói, ngươi liên lạc được với nàng ta cũng vô dụng, tiểu tử, ta nói câu thật lòng, nàng ta vô địch thế gian, nhưng hiện nay nàng ta bị kìm hãm bởi nhân quả của ngươi, có thể tưởng tượng, nhân quả trên người ngươi khủng bố như thế nào. Mà ngươi, tốt nhất đừng ỷ lại vào nàng ta, đơn giản mà nói, ngươi phải trở nên mạnh hơn, đuổi kịp nàng ta. Sau này mới có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng nàng ta, bằng không, cái cảm giác bất lực của sau này sẽ làm ngươi vô cùng đau khổ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Bất lực. Bây giờ hắn cũng đã có loại cảm giác này rồi. Ngay vừa rồi, nhìn Tiểu Phạn giao đấu với người đàn ông áo trắng, mà bản thân hắn lại bất lực, cái loại cảm giác này, hắn không muốn có lần thứ hai. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương. Ta muốn tìm đạo tắc. Liên Thiển nói, ta đi tìm cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô có thể mang các nàng trở về không? Liên Thiển nói, ta thử xem. Diệp Huyên gật đầu, vậy đa tạ. Liên Thiển rời khỏi tháp giới ngục, biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người đàn ông áo trắng rốt cuộc là ai? Đối phương là thế lực gì? Bây giờ hắn không có lấy một chút manh mối. Đúng lúc này, Diệp Huyên dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhẹ giọng nói, ta thiếu chút nữa quên mất, dị thú kinh kia rõ ràng biết về thân phận của người đàn ông áo trắng,
xem ra, ta vẫn phải trở về một chuyến. Tầng 9 nói, quả thật, có thể đi hỏi nàng ta. Diệp Huyên nói, tiền bối, người là thời đại nào? Hắn đột nhiên có chút tò mò tầng 9 đến từ thời đại nào? Tầng 9 cười nói, ta không phải từ Hàn Võ Ký, cũng không phải Kỷ Phấn Trắng, ta là người của thời đại này, chỉ có điều ta không phải người của vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên hỏi, người từ vũ trụ tứ duy xông lên. Tầng 9, người đừng quan tâm lai lịch của ta, vẫn là lo chuyện của ngươi trước đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía ba người nữ phu tử, các ngươi cẩn thận một chút, ta phải quay về vùng đất Vĩnh Sinh một chuyến. Nữ phu tử gật đầu, cẩn thận một chút. Diệp Huyên xoay người rời đi, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đã đến vùng đất Vĩnh Sinh, nhưng mà, lối vào vùng đất Vĩnh Sinh đã biến mất. Biến mất rồi. Sao lại thế này? Lúc này, giọng nói của Huyền Ngoa vang lên trong đầu hắn, Hàn Võ Kỷ, khi nạn ngũ duy tới, lúc ấy rất nhiều người đều đang chuẩn bị chống lại nạn ngũ duy, nhưng cũng có một vài người chuẩn bị đón nhận nạn ngũ duy. Đúng lúc này, giọng Huyền Ngoa bỗng im bặt. Chấm chấm chấm. Không có âm thanh nữa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn biết là đã bị người ta chặn lại rồi. Nhất định là người đàn ông áo trắng kia. Diệp Huyên nhìn lướt tứ phía, người đàn ông áo trắng này đúng thật là ở khắp nơi mà. Một lúc sau, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyên biến mất chưa bao lâu thì trong sân xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng. Người đàn ông mặc áo trắng chắp hai tay sau lưng, hai người bên cạnh hắn là Nguyên Thiên tộc trưởng của Phệ Linh tộc và Trần Độc Cô tông chủ Vô Địch tông. Nguyên Thiên trầm giọng nói, sao bệ hạ không trực tiếp giết hắn? Người đàn ông áo trắng khẽ nói, nếu như có thể thể giết, ta ắt sẽ giết, nhưng, giết không được. Nguyên Thiên trầm giọng đáp, chúng ta cùng nhau liên thủ cũng không được. Người đàn ông áo trắng nói, nếu như không có thiên mạch giả kia và người đó ở trong cơ thể hắn thì đương nhiên có thể, nhưng, có hai người này, thì chúng ta không thể. Nguyên Thiên lắc đầu, bệ hạ, tên này quả thực là may mắn, vận khí của hắn quá nghịch thiên, cứ tiếp tục như vậy. Trên đời này sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Từ khi biết Diệp Huyên đến nay, thân là đối thủ của Diệp Huyên, hắn ta là người hiểu rõ nhất quá trình trưởng thành và biến hóa của tên kia. Thực lực của người này quá nghịch thiên rồi. Từ đầu đến giờ, tốc độ phát triển của hắn, chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Người đàn ông áo trắng cười nói, hắn không phải là người bình thường. Nguyên Thiên nhìn về phía người đàn ông áo trắng, hắn là ai? Hắn ta cũng biết Diệp Huyên không phải là người bình thường, nếu là người bình thường, có thể nghịch thiên như vậy sao? Người đàn ông áo trắng nói, hắn có chút giống với vị diện chi tử trong truyền thuyết. Nguyên Thiên hơi nhíu mày, vị diện chi tử, là ý gì? Người đàn ông áo trắng nói, cái gọi là vị diện chi tử, chính là người được trời chọn, được thiên đạo phù hộ, sinh ra đã có mệnh lớn, hắn rất giống, có điều, hắn lại không phải. Nguyên Thiên trầm giọng nói, tại sao? Người đàn ông áo trắng cười nói, bởi vì ta biết vị diện chi tử thật sự là ai, không phải hắn ta, hơn nữa, những hành vi của người này, là đi ngược lại với thiên đạo, do đó, hắn ta chắc chắn không thể là vị diện chi tử. Nguyên Thiên do dự một lúc, sau đó nói, mặc kệ hắn có phải là vị diện chi tử hay không, ta đề nghị, chúng ta tốt nhất không được để cho hắn có thời gian phát triển. Người đàn ông áo trắng khẽ nói, mặc kệ là thiên mạch giả đó hay là người thần bí kia trong cơ thể hắn, đều không phải là điểm quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là cô gái của vũ trụ bốn chiều kia. Nguyên Thiên hỏi, cô gái váy trắng đó. Người đàn ông áo trắng gật đầu, nữ nhân này cực kỳ không đơn giản, có thể là phá vỡ sự tồn tại của quy luật. Nguyên Thiên hỏi, cái gì là phá vỡ quy luật? Người đàn ông áo trắng liếc nhìn Nguyên Thiên một cái, không nói gì. Sắc mặt Nguyên Thiên có chút khó coi. Hiển nhiên thực lực của bản thân không đủ, so với người ta có khi còn không bằng một góc. Lúc này, người đàn ông áo trắng nói, hắn hiện giờ có thiên mạch giả đi theo, chúng ta muốn giết hắn thì rất khó, chí ít, hiện giờ ta không muốn bại lộ quá nhiều. Nguyên Thiên hỏi, bệ hạ là đang kiêng sợ cô gái váy trắng đó. Người đàn ông áo trắng nói, đây chỉ là một, vùng đất Vĩnh Sinh và chiều không gian hư vô cùng với ngục tối vô biên, cũng không thể không kiêng kỵ. Nguyên Thiên do dự một lúc, rồi hỏi, bệ hạ, vùng đất Vĩnh Sinh kia rốt cuộc có những gì? Người đàn ông áo trắng nói,
dị thú của phấn trắng kỷ, không phải là thứ mà thế giới này của các ngươi có thể địch lại được. Nói đoạn, hắn ta quay người nhìn một cái, cười nói, xem ra, dị thú kinh đó đã phát hiện ra thân phận của ta. Nguyên Thiên liếc nhìn người đàn ông áo trắng một cái, kỳ thực trong lòng hắn ta cũng rất tò mò về thân phận của người đàn ông ở trước mặt, thực lực của người đàn ông này quá mạnh. Chỉ dùng một chiêu liền đã trấn áp được đám người vô dụng của phệ linh tộc bọn họ. Lúc này, Trần Độc Cô ở bên cạnh đột nhiên nói, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Người đàn ông áo trắng cười nói, đừng để hắn ta đi vũ trụ bốn chiều tìm cô gái đó, mà chúng ta hiện giờ, cũng không thích hợp để va chạm chính diện với cô gái đó, vậy nên, phải mượn đao giết người. Nói đoạn, hắn khẽ mỉm cười, hắn đang ở trong vùng đất vĩnh sinh, vận khí nghịch thiên như vậy, ta rất muốn xem thử, ở hai cấm địa kia có phải hắn cũng như vậy không? Trần Độc Cô khẽ nói, người muốn mượn dao giết người. Người đàn ông áo trắng chỉ cười mà không nói gì. Diệp Huyên trở về Phù Văn Tông, hắn quay về trong tháp giới ngục, lúc này, Diệp Liên đã gần như bình phục. Nhìn Diệp Huyên, Diệp Liên nói, muội muốn bứt phá luân hồi cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, có nắm chắc không? Diệp Liên đáp, để thử. Diệp Huyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Diệp Liên nói, để muội thử. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên một lát, rồi gật đầu, sau đó nói, tiền bối, có thể giúp ta một chút không? Hắn nhớ rõ, tầng 9 này chính là luân hồi cảnh. Sau một lúc, tầng 9 đáp, có thể. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên mừng rỡ, vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tầng 9 nói, ta chỉ có thể cho cô ấy một chút cảm ngộ của ta từng có, còn về việc có thành công hay không thì phải xem bản thân cô ấy. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Diệp Liên, cố lên. Diệp Liên khẽ mỉm cười, ca, huynh cũng vậy. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, đương nhiên, sau này huynh muội chúng ta kề vai chiến đấu. Kề vai chiến đấu. Lý do Diệp Liên muốn đột phá, chính là vì nàng không muốn rớt lại phía sau Diệp Huyên, cô không muốn trở thành cô gái nhỏ lúc nào cũng cần Diệp Huyên bảo vệ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Liên bắt đầu bế quan. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, hắn tìm đến Thẩm Tinh Hà, sau đó đưa tấm bùa phong ấn mà hắn ta lấy được ở vùng đất vĩnh sinh cho Thẩm Tinh Hà. Tấm bùa phong ấn này chính là thứ mà tiên tri đã dùng để phong ấn dị thú kinh, cấp bậc cực kỳ cao, còn cao hơn cả bùa thiên địa. Có điều, hắn không hiểu rõ. Đối với Phù Văn Đạo, hắn vẫn chưa tinh thông được như đám người Thẩm Tinh Hà. Diệp Huyên đến ngọn núi phía sau Phù Văn Tông, nơi này rất yên tĩnh. Vì vậy hắn đã dẫn theo Tiểu Phạn bước chậm rãi giữa nơi sơn dã. Bởi vì Tiểu Phạn không thích chỗ đông người, vì thế, sau khi cô bé đến Phù Văn Tông, thì đã chọn nơi phía sau núi và có chú chó làm bạn đồng hành. Có điều, Diệp Huyên có thể nhìn được ra, cô bé vẫn khá tò mò về loài người và sự vật xung quanh, bởi vì thỉnh thoảng cô bé lại tiến vào Phù Văn Tông để thăm thú khắp nơi. Tất nhiên, nơi được cô bé ghé thăm nhiều nhất vẫn là nhà bếp của Phù Văn Tông. Diệp Huyên kéo tay Tiểu Phạn chậm rãi bước đi, khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Trang bị của hắn hiện giờ, có thể nói là lớn mạnh chưa từng có. Thiên Chu Kiếm và các thanh kiếm khác đều đã được cường hóa, ngoài ra còn có Tử Vong Kinh và Tử Vong Chi Kiếm, còn có Giáp Trúc Long, thân xác hiện tại của hắn mạnh đến nỗi cho dù là cường giả có cấp bậc như Diệp Liên cũng không thể khiến hắn có chút thương tổn nào. Có thể nói, dựa vào những thần trang này, cả vũ trụ ngũ duy này đối với hắn mà nói, ít có địch thủ. Song, đây không phải là những thứ mà hắn thực sự muốn. Bởi vì dù gì chúng cũng là vật ngoài thân. Vật ngoài thân có thể dùng, chứ không thể ỷ lại, hắn lúc nào cũng đều nhắc nhở bản thân như vậy. Kiếm đạo. Diệp Huyên hắn là một vị kiếm tu, kiếm đạo lớn mạnh mới là lớn mạnh thực sự. Mà hắn hiện giờ, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đạt đến phàm kiếm trong truyền thuyết. Trở thành dạng như cô gái váy trắng bọn họ. Phải làm thế nào mới có thể trở thành phàm kiếm chứ? Không phải là Diệp Huyên chưa từng tìm hiểu qua, mà là hắn không có chút manh mối nào. Thứ này, chỉ có thể dựa vào bản thân ngộ ra. Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên dừng bước, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó giơ tay phải khẽ sờ lên bụng mình. Hiển nhiên, là đói rồi. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, được, giờ đi nấu cơm liền.
Thư viện. Vạn Duy. Trong sân, nữ phụ tử đang ngồi đối diện Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nói, người đã đem thư phòng giao cho hắn. Nữ phụ tử nói, ở chỗ hắn càng an toàn hơn. Trương Văn Tú nói, chúng ta có tòa đại trận kia. Nữ phụ tử lắc đầu cười, một tòa đại trận, có thể khiến bọn chúng kinh sợ sao? Trương Văn Tú trầm mặc. Nữ phụ tử khẽ nói, lúc tiên sinh còn, thường nói, thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, thế đạo gian nan. Hiện giờ xem ra, sự biến mất của tiên sinh, chắc là có liên quan đến cái gọi là số kiếp của vũ trụ ngũ duy này. Trương Văn Tú nói, phần trắng kỷ đều bị biến mất dưới kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy, tiên sinh ngài có thể ngăn cản được sao? Nữ phụ tử cười nói, điều tiên sinh mong muốn nhất chính là ngăn chặn được đại nạn này, không phải sao? Trương Văn Tú lắc đầu, đời này của tiên sinh sống quá mệt mỏi rồi. Nữ phụ tử đột nhiên nói, ngươi thấy Diệp Huyên thế nào? Trương Văn Tú nhàn nhạt nói, da mặt dày, vận khí nghịch thiên, khá may mắn. Nữ phụ tử cười nói, mặt tốt thì sao? Trương Văn Tú nói, trọng tình nghĩa, không âm mưu toan tính dở trò với người của mình. Nữ phụ tử lại hỏi, hết rồi. Trương Văn Tú nói, người muốn nói gì? Nữ phụ tử khẽ cười nói, không có gì. Trương Văn Tú trầm mặc. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng. Người đàn ông áo trắng liếc nhìn hai người con gái một cái, cười nói, ta tới để nói, Diệp Huyên này, không đơn thuần chỉ có mỗi da mặt dày, mà hắn còn có một thứ mà người thường không có, đó chính là nghị lực và tâm tính, còn có dòng huyết tính không chịu thua kia nữa. Từ xưa đến nay, nghị lực và tâm tính còn quan trọng hơn cả thiên phú đó. Nữ phụ tử nhìn người đàn ông áo trắng không chút hoảng sợ, khóe miệng nở nụ cười, xem ra, người rất hiểu hắn. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đối thủ của mình, đương nhiên phải tìm hiểu cho thật kỹ, người nói xem. Nữ phụ tử khẽ mỉm cười, không sai, người so với người của phệ linh tộc thông minh hơn nhiều. Ta có chỗ hiếu kỳ, mong được giải đáp nghi hoặc. Người đàn ông áo trắng cười nói, lai lịch của ta. Nữ phụ tử gật đầu, phải. Người đàn ông áo trắng lắc đầu, lai lịch của ta, lúc nào các ngươi nên biết ắt sẽ biết thôi. Nói đoạn, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía nữ phụ tử, thứ ngươi ỷ vào là tòa đại trận kia sao? Có điều, ta có thể nói cho ngươi biết, tòa đại trận đó cần phải có thời gian để mở ra, mà trong khoảng thời gian này, ta có thể hạ được hai người các ngươi rồi. Nữ phụ tử cười nói, không phải là tòa đại trận đó. Người đàn ông áo trắng khẽ chau mày, lúc này, nữ phụ tử đột nhiên nói, kỳ thực, về Diệp Huyên, người cũng bớt nói như vậy đi. Người đàn ông áo trắng nhìn nữ phụ tử, thông minh. Hắn vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, không gian trước mặt người đàn ông áo trắng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, Diệp Huyên dắt Tiểu Phạn bước ra ngoài. Mà lúc này, không gian xung quanh đã bị chấn áp bởi đạo tắc không gian cộng với tháp giới ngục, không chỉ vậy, một chữ tù màu đỏ như máu lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của người đàn ông áo trắng. Lục đạo chân ngôn với tháp giới ngục. Người đàn ông áo trắng bỗng lắc đầu cười một tiếng, ta tính toán sai rồi. Xem ra, người sớm đã biết ta sẽ nhắm vào hai người bọn họ. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, người bình tĩnh như vậy, là dựa vào cái gì? Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, thực lực. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía nữ phụ tử, bày ra tòa đại trận kia của các người đi. Hai mắt người đàn ông áo trắng khẽ híp lại. Trảm nhân đại trận. Mặc dù Diệp Huyên đã lập ra bẫy này để chờ người đàn ông áo trắng tới, nhưng, hắn chưa có nắm chắc. Bởi vì thực lực của người đàn ông áo trắng này quá mạnh. Cho dù hắn dùng toàn lực, cộng thêm Tiểu Phạn và nữ phụ tử, còn có Trương Văn Tú cũng đều không thể đảm bảo. Thứ duy nhất có thể giết chết người đàn ông áo trắng này chính là trảm người đại trận mà tiên tri để lại. Mặc dù tòa đại trận đó là con át chủ bài do Thư viện Vạn Duy lưu lại, nhưng, theo quan điểm của Diệp Huyên, hiện giờ có thể đem ra dùng được. Nếu vẫn không dùng đến, đại trận này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nghe được những lời này của Diệp Huyên, nữ phụ tử không chút do dự, lập tức đáp bày trận. Ngay khi lời của nàng ta vừa thốt ra, một luồng sức mạnh to lớn từ trong Thư viện Vạn Duy đột nhiên phóng lên trời. Mà lúc này,
Tiểu Phạn đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng, cô bé không động thủ, cứ như thế nhìn người đàn ông áo trắng, nhưng, chỉ cần người đàn ông áo trắng động đậy, cô bé liền sẽ xuất kiếm, cô bé chính là cản người đàn ông áo trắng lại. Mặc dù giết không được người đàn ông áo trắng, nhưng vẫn có thể giữ chân người đàn ông áo trắng này lại được. Trên không trung trong thư viện Vạn Duy, một thanh đao hư ảo đột nhiên ngưng tụ, sau khi thanh đao này xuất hiện, đất trời rất yên tĩnh, không có bất kỳ sức mạnh nào dao động. Nhưng sắc mặt của người đàn ông áo trắng lại bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, không hổ là người xuất sắc nhất thời đại này, đao này vậy mà đã đạt tới trình độ này rồi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, tay phải nắm chặt Thiên Chu kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh đao hư ảo kia, thanh đao kia càng lúc càng hiện rõ. Nó cứ lơ lửng giữa không trung của thư viện Vạn Duy như thế mà không có bất kỳ sức mạnh nào dao động, song, chính vì như vậy mới là điều đáng sợ nhất. Người đàn ông áo trắng này có thể cản được một đao này không? Chính vào lúc này, nữ phù tử đột nhiên nói, giết. Lời nàng vừa dứt, thanh đao hư ảo kia đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo đao quang chém thẳng về phía người đàn ông áo trắng kia. Đao xuyên không, im hơi lặng tiếng. Xa xa, người đàn ông áo trắng đột nhiên lắc đầu cười, nếu là bổn tôn xuất ra đao này, có lẽ ta khó có mà cản được, nhưng chỉ là một trận pháp được lưu lại đã muốn giết ta. Quá ngây thơ. Dứt lời, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, khẽ nói, trưởng trung thiên địa. Trời đất lúc này rung chuyển kịch liệt, bốn bề dường như có thứ gì đó đang xẹt qua. Lúc này, giọng nói của tầng 9 vang lên trong đầu Diệp Huyên. Trưởng trung thiên địa cái tên này có chút thú vị, chiêu này của hắn giống với thân hóa thiên địa của ta, có điều, chiêu thức này của hắn so với chiêu thức trước của ta còn lợi hại hơn, lấy trường tay tập hợp sức mạnh của đất trời, hắn đang dùng mảnh đất trời này để đối phó với một đao này, thật là thú vị. Xa xa, người đàn ông áo trắng xòe lòng bàn tay ra, trực tiếp dùng tay đỡ lấy đao kia. Đao đến. Không gian trong bán kính mấy vạn trượng lúc này trực tiếp hóa thành bột mịn, mà cơ thể của người đàn ông áo trắng kia trong nháy mắt lùi ra ngoài đến mấy vạn trượng, hắn ta vừa dừng lại, cơ thể lập tức trở nên hư ảo, rồi biến mất. Cơ thể đã biến mất, nhưng linh hồn lại vẫn chưa biến mất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên bỗng trầm xuống. Vẫn chưa đủ để giết đối phương. Sắc mặt của nữ phu tử và Trương Văn Tú cũng có chút khó coi. Bọn họ không ngờ rằng tòa đại trận do tiên tri để lại này vậy mà cũng không thể giết chết đối phương. Lúc này, tầng 9 nói, rất bình thường, nếu là đích thân tiên tri thi triển một đao này, tên này hẳn là đã bị diệt cả thần hồn rồi, nhưng chỉ lưu lại có một tòa đại trận, thì rất khó để giết chết tên này, có lẽ tiên tri cũng không ngờ rằng sẽ có loại cường giả cấp bậc này xuất hiện ở thời đại này, bằng không, ngài ấy có thể sẽ giữ lại thêm vài đao nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy thì để ta giải quyết hắn vậy. Dứt lời, hắn xòe lòng bàn tay ra, trong tay hắn xuất hiện chấn hồn kiếm, hắn cách không đâm về phía linh hồn người đàn ông áo trắng kia. Một luồng sức mạnh linh hồn lớn mạnh quét về phía người đàn ông áo trắng, xong, luồng sức mạnh linh hồn này vừa đến trước mặt người đàn ông áo trắng thì liền biến mất không dấu vết. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên cười nói, kiếm thiên này của ngươi khắc linh hồn. Nhưng đáng tiếc, linh hồn của ta bất diệt, không phải là thứ mà kiếm của ngươi có thể nhắm vào. Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên xuất kiếm. Xoẹt! Nhát kiếm xuyên không chém thẳng về phía người đàn ông áo trắng. Hai mắt người đàn ông áo trắng chậm rãi nhắm lại, thiên địa tịch diệt. Một luồng sức mạnh lớn mạnh đột nhiên quét ra khỏi cơ thể hắn, phát giác được luồng sức mạnh này, sắc mặt của ba người Diệp Huyên kinh ngạc. Nếu như để luồng sức mạnh này bạo phát ra, bán kính mấy vạn dặm xung quanh nơi này sợ rằng sẽ hóa thành cho tàn. Chính vào lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên cầm kiếm vung về phía trước. Luồng sức mạnh kia của người đàn ông áo trắng trực tiếp bị ép phải dừng lại. Mà lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên gầm lên một tiếng, phá. Lời hắn ta vừa thốt ra. Luồng sức mạnh lớn mạnh kia trực tiếp khiến Tiểu Phạn lui về phía sau. Mà lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên gầm thét, tù. Một đường sáng màu đỏ như máu trực tiếp khóa chặt lấy người đàn ông áo trắng, tay phải của hắn ta đột nhiên nắm chặt lại. Đường sáng màu đỏ như máu đó bùng nổ ngay lập tức.
Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém một nhát. Người đàn ông áo trắng tung ra một quyền. Ầm. Diệp Huyên trong nháy mắt bị đánh bay, mà hắn vẫn chưa dừng lại thì người đàn ông áo trắng kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyên phản ứng rất nhanh, kiếm chấn hồn trong tay liền đâm mạnh về phía trước. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm đặc biệt nhắm vào linh hồn. Nhát kiếm này vừa đâm ra, đồng tử của người đàn ông áo trắng đột nhiên co rút lại, hắn không dám miễn cưỡng chống lại nhát kiếm này, lập tức tránh về phía sau cả trăm trượng. Hắn ta vừa dừng lại, thì Tiểu Phạn ở bên cạnh đột nhiên chém một kiếm vào cổ họng hắn. Xoẹt! Đồng tử của người đàn ông áo trắng lập tức co rút thành hình cây kim nhọn, chỉ thấy cổ họng của hắn ta trực tiếp rách toạc. Linh hồn tan vỡ. Người đàn ông áo trắng đột nhiên siết chặt hai tay, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy hắn ta quay đầu lại liếc mắt nhìn thiên mạch giả một cách lạnh lùng, hay cho một thiên mạch giả. Diệp Huyên đang định động thủ, lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên nói, Diệp Huyên, người thật sự cho rằng ta không có biện pháp đề phòng sao? Hai mắt Diệp Huyên hơi híp lại, giây sau, sắc mặt hắn thay đổi, Phù Văn Tông. Người đàn ông áo trắng cười nói, Phù Văn Tông lúc này, dường như không có ai có thể ngăn cản Nguyên Thiên bọn họ, không phải sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, vậy sao? Hai mắt của người đàn ông áo trắng hơi nheo lại, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phù Văn Tông, trong mắt hắn nhìn thấy một con dị thú. Lệ viên. Mà lúc này, con lệ viên này đang đuổi đánh đám người Trần Độc Cô. Người đàn ông áo trắng thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, hay cho một Diệp Huyên. Cái gì cũng bị ngươi tính đến hết rồi. Nói đoạn, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên, hình như ngươi đã tính thiếu một chuyện. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, không nói gì. Lúc này, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác chẳng lành. Tầng 9 đột nhiên thấp giọng thở dài, người đã bỏ sót thực lực của hắn. Lời của tầng 9 vừa dứt, người đàn ông áo trắng liền nói, người đã bỏ sót thực lực của ta. Cho dù là linh hồn, cũng không phải là thứ mà người có thể địch lại. Dứt lời, tay phải của hắn ta úp xuống. Ầm, một luồng sức mạnh vô hình ngay lập tức bao phủ lấy đám người Diệp Huyên. Tiểu Phạn đang định rút kiếm ra, người đàn ông áo trắng đột nhiên nhìn về phía cô bé, tay phải hắn ta bỗng nhiên nắm chặt, sau đó tung ra một quyền đấm nhắm về phía Tiểu Phạn, Kỷ Nguyên Thần Quyền. Quyền này vừa xuất ra, dường như ẩn chứa huyền bí vô hạn. Sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó tựa như vũ trụ bao la. Ở phía xa, trong mắt Tiểu Phạn cuối cùng cũng có một tia chấn động, cô bé bước về phía trước một bước, hai tay cầm kiếm chém về phía trước, khoảnh khắc này, thanh kiếm sắt rỉ trong tay cô bé đột nhiên rung lên kịch liệt, một tiếng kiếm vang lên tận trời, xé toạc bầu trời. Ầm! Ngay khi hai luồng sức mạnh vừa va chạm nhau, không gian bốn bề ngay lập tức sôi lên sùng sục, tựa như nước sôi vậy, ngay sau đó từng tấc không gian bắt đầu bị chôn vùi, biến thành một mảnh hư vô. Mà Tiểu Phạn thì bị luồng sức mạnh kia chấn động điên cuồng lùi về phía sau. Người đàn ông áo trắng không có đuổi theo Tiểu Phạn, mà nhìn về phía Diệp Huyên, tay phải hắn ta cách không tung ra một chảo hướng về phía Diệp Huyên, một chảo này biến thành một luồng mạnh to lớn trực tiếp bao phủ lấy hắn, mà không gian nơi Diệp Huyên đang đứng trong nháy mắt biến thành một tấm lưới. Diệp Huyên dùng kiếm đâm mạnh về phía trước. Không phải là thiên chu kiếm, mà là thanh kiếm đen, kiếm này đối phó với loại thần thông của sức mạnh ẩn chứa không gian này có hiệu quả. Xong, nhát kiếm này của hắn vừa chém ra thì như lại bị vướng vào một thứ gì đó, không cách nào nhúc nhích. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, trong mắt sát ý phun trào, nhưng, xét cho cùng thì hắn ta cũng không dám xuống tay giết Diệp Huyên, bởi hắn vẫn rất kiêng sợ cô bé gái váy trắng từng suýt chút nữa đã hủy diệt vũ trụ ngũ duy kia. Lúc này, nhìn thấy trong người Diệp Huyên đột nhiên tuôn ra vô số tử khí, người đàn ông áo trắng kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại một lần nữa, hắn đã ở trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó, hắn chỉ tay một cái, một đường ấn ký màu máu ngay lập tức in lên ấn đường của Diệp Huyên. Ầm, trong phút chốc, đám tử khí trong người Diệp Huyên kia im bặt, không chỉ vậy, Diệp Huyên lúc này cũng không thể điều động bất kỳ sức mạnh nào. Sắc mặt Diệp Huyên hiện lên một tia dữ tợn. Điên cuồng gầm thét, trong người, đám tử khí kia trong chớp mắt chuyển động. Ầm, một luồng tử khí ngập trời từ trong người Diệp Huyên quét ra. Cơ thể bất tử. Ở thời khắc quyết định quan trọng này, hắn đã thúc giục cơ thể bất tử của bản thân,
mà ấn ký màu máu ở ấn đường của hắn kia trong nháy mắt tan vỡ. Diệp Huyên đâm một kiếm hướng về phía người đàn ông áo trắng trước mặt, nhưng, nhát kiếm này lại đâm vào không khí, bởi vì người đàn ông áo trắng đã lùi ra xa đến trăm trượng. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hay cho một tử nhân kinh, không hổ là từng là kẻ yêu nghiệt nhất ngoài kỳ nhân. Lúc này, Tiểu Phạn, người đã bị đánh lui trước đó, xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Tiểu Phạn nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, thanh kiếm trong tay cô bé đang rung lên. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, đang định ra tay thì lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên nói, cũng thường thôi. Nói đoạn, hắn xòe lòng bàn tay ra, dưới chân Diệp Huyên và Tiểu Phạn đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu đen. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn đang định ra tay, đường sáng kia đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, Diệp Huyên và Tiểu Phạn trong quang trận bị một đường sáng màu trắng bao phủ, trong nháy mắt, hai người biến mất. Bị cưỡng ép truyền tống đi rồi. Một bên, Trương Văn Tú đang định ra tay thì lại bị nữ phu tử ngăn lại, người không phải là đối thủ của hắn. Người đàn ông áo trắng liếc nhìn hai người con gái một cái, rồi xoay người rời đi. Nữ phu tử đột nhiên nói, rốt cuộc ngươi là ai? Người đàn ông áo trắng dừng bước, không giết hai người các ngươi, là nể mặt tiên tri, mặc dù ta và hắn không cùng lý tưởng, nhưng ta kính nể nhân cách của hắn. Cũng như kính nể cách cư xử của hắn, hắn xứng đáng được ta tôn trọng. Hai mắt của nữ phu tử híp lại, người đã gặp tiên sinh. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đã gặp qua. Nữ phu tử trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Người đàn ông áo trắng đáp, chuyện này không quan trọng. Trương Văn Tú đột nhiên nói, người đã đưa bọn họ đi đâu? Người đàn ông áo trắng cười nói, ta muốn xem thử. Lần này hắn có phải cũng nghịch thiên giống như ở vùng đất Vĩnh Sinh không? Trương Văn Tú nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, người muốn mượn đao giết người. Người đàn ông áo trắng gật đầu, phải. Trương Văn Tú nói, tại sao không đích thân giết? Nếu ngươi và những người phía sau ngươi cùng lúc ra tay, ta tin rằng ngươi vẫn có cơ hội tốt để giết hắn ta và cô bé gái nhỏ đó, không phải sao? Người đàn ông áo trắng liếc nhìn về một hướng, không nói gì. Rồi xoay người rời đi. Sau khi người đàn ông áo trắng rời đi, nữ phu tử đột nhiên lên tiếng, chắc là hắn kiêng rẻ cô gái váy trắng đó. Kiêng rẻ cô gái váy trắng. Trương Văn Tú quay đầu lại nhìn về phía nữ phu tử kiêng rẻ. Vậy tại sao còn động thủ với hắn chứ? Nữ phu tử khẽ nói, chắc là không thể không ra tay. Mà theo ta thấy, chắc là hắn không phải muốn có thư phòng kia cho bằng được. Hai mắt Trương Văn Tú khẽ híp lại, ý của ngươi là hắn có âm mưu khác. Nữ phu tử lắc đầu, không biết, nhưng trực giác mách bảo ta rằng, hắn không phải muốn có được thư viện kia cho bằng được. Trương Văn Tú trầm giọng nói, hai người bọn họ đã đi đâu? Nữ phu tử mặt không cảm xúc, hắn muốn mượn đao giết người, mà trong vũ trụ ngũ duy này, nơi mà có thể giết được hai người bọn họ, chỉ có hai nơi. Trương Văn Tú nói, hai cấm địa đó. Nữ phu tử gật đầu, phải. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía chân trời xa xa rồi khẽ nói, xem ra, hắn ta muốn lợi dụng hai cấm địa đó để đối phó với cô gái váy trắng. Trương Văn Tú trầm mặc một lúc, rồi nói, từ khi tên đó đem theo tháp giới ngục xuất hiện, vũ trụ ngũ duy này liền trở nên không giống với trước kia nữa rồi. Nữ phu tử gật đầu. Vũ trụ ngũ duy hiện nay, quả thực là nhiễu loạn. Đám người và dị thú đến từ thời đại trước lần lượt xuất hiện, vũ trụ ngũ duy hiện giờ đầy rẫy những âm mưu và thủ đoạn. Trong mắt nữ phu tử có một tia lo âu. Bởi vì trực giác mách bảo nàng ta rằng, nhất định có điều gì không hay sắp xảy ra. Trương Văn Tú đột nhiên lại nói, dường như ngươi không hề lo lắng cho hắn. Hắn ở đây, tất nhiên là ám chỉ Diệp Huyên. Nữ phu tử cười nói, lo cái gì chứ? Có gì mà phải lo chứ? Trương Văn Tú nhìn nữ phu tử hỏi ngược lại, hình như ngươi rất lo lắng cho hắn. Trương Văn Tú hỏi, có vấn đề gì sao? Nữ phu tử lắc đầu, không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng quá lo lắng, bởi vì kẻ mặt dày, thì đều không dễ chết như thế đâu, ta và ngươi vẫn nên đột phá luân hồi cảnh thì hơn, bằng không, sau này xảy ra đánh nhau chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Trương Văn Tú nhìn về phía xa xăm, trầm mặc, nhưng trong mắt nàng ta lại hiện lên một tia lo âu. Một bên khác,
Người đàn ông áo trắng đang ở trên một đám mây, hắn ta đang ngồi xếp bằng trên mây, cơ thể đang bắt đầu khôi phục từng chút một. Lúc này, Nguyên Thiên kia đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng, Nguyên Thiên trầm giọng nói, bệ hạ, giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta tiêu diệt Thư viện Vạn Duy và Phù Văn Tông. Người đàn ông áo trắng mở mắt ra, diệt một Phù Văn Tông và một Thư viện Vạn Duy thì có ích gì? Người có thể lấy được thư phòng kia sao? Người có thể giải quyết vấn đề thực sự sao? Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cứ tha cho bọn chúng như vậy sao? Người đàn ông áo trắng nhìn về phía Nguyên Thiên, xem ra, người vẫn chưa nắm rõ vị trí của bản thân. Dứt lời, một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Nguyên Thiên, sắc mặt Nguyên Thiên trở nên kinh ngạc, vừa định ra tay, nhưng hắn ta lại kinh ngạc phát hiện mình không thể nhúc nhích. Bởi vì hai cánh tay của hắn ta đã bị chém đứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Trần Độc Cô, tông chủ Vô Địch Tông đang đứng một bên đột nhiên thay đổi. Bởi vì người động thủ đã biến mất, mà hắn, không thể cảm nhận được đối phương. Người đàn ông áo trắng trước mặt này rốt cuộc là ai? Trong lòng Trần Độc Cô cũng rất hiếu kỳ, thực lực của đối phương quá kinh người. Trong số những người mà hắn quen biết, cũng chỉ có tầng 9 mới có thể đánh bại đối phương thôi. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía Nguyên Thiên, ngày đó ta cứu phệ linh tộc ngươi, hẳn là trong lòng ngươi nên có sự cảm kích. Nếu như không phải lúc đó hắn ta thông báo cho phệ linh tộc rút lui, với thực lực của Diệp Huyên và Thiên Mạch Giả hiện giờ, là hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ phệ linh tộc. Nguyên Thiên liếc mắt nhìn người đàn ông áo trắng một cái, rồi nói, vừa rồi đã mạo phạm nhiều, mong bệ hạ thứ lỗi. Người đàn ông áo trắng cười nói, đừng không phục, cũng đừng có oán khí trong lòng, bởi vì phệ linh tộc ngươi không đủ tư cách, hiểu chưa? Nguyên Thiên khẽ gật đầu, đã hiểu. Người đàn ông áo trắng quay đầu lại nhìn về phía xa xăm, khẽ nói, ngươi thân là tộc trưởng, phải có tầm nhìn xa ra một chút. Điểm này thì Trần Tông Chủ đã làm rất tốt. Trần Độc Cô lên tiếng, bệ hạ, tại sao Diệp Huyên kia ở vùng đất Vĩnh Sinh lại có nhiều kỳ ngộ như vậy? Người đàn ông áo trắng khẽ nói, đây cũng là chỗ ta rất hiếu kỳ, dị thú kinh chắc biết rõ, có điều, cô ta không nói cho ta biết. Mà hiện giờ, ta cũng không thích hợp đối địch với cô ta, nếu người phụ nữ đó khôi phục hoàn toàn, cũng sẽ rất mạnh. Trần Độc Cô nói, bệ hạ đã đưa Diệp Huyên đến một trong hai cấm địa kia. Người đàn ông áo trắng gật đầu, phải. Trần Độc Cô trầm giọng nói, bệ hạ muốn mượn đao giết người, để cấm địa đó đối phó với cô gái váy trắng, nhưng, bệ hạ không sợ Diệp Huyên đó lại một lần nữa có được kỳ ngộ sao? Người đàn ông áo trắng khẽ nói, ta thật sự không tin vận may của một người lại có thể nghịch thiên như vậy. Trần Độc Cô do dự một chút, rồi nói, người khác có thể không có, nhưng Diệp Huyên này nói không chừng có thể. Tên này. Người đàn ông áo trắng cười nói, nếu như hắn may mắn như vậy, ta liền nhận thua. Nói đoạn, hai mắt hắn ta từ từ nhắm lại. Lúc này, Trần Độc Cô đột nhiên nói, bệ hạ cũng chưa nắm chắc sẽ đánh thắng cô gái váy trắng đó sao? Cô gái váy trắng. Người đàn ông áo trắng mở mắt ra, hắn ta nhìn xuống phía dưới, khẽ nói, nhiều nhất là 37. Ta 3, cô ta 7. Nghe vậy. Sắc mặt của hai người Trần Độc Cô xa sầm xuống. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên mới từ từ mở mắt ra, lúc mở mắt ra, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt lướt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Lúc này trời đã về đêm, cách trước mặt hắn không xa là một tòa thành cổ u ám, một tòa thành to lớn, như thể nó không có biên giới vậy, một cái nhìn không thấy được điểm cuối. Ngục tối vô biên. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Người đàn ông áo trắng kia đã đưa hắn và Tiểu Phạn đến ngục tối vô biên này. Tiểu Phạn. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch. Tiểu Phạn không có ở đây. Tiểu Phạn đã đi đâu rồi? Diệp Huyên vội vàng hỏi, tiền bối. Tầng 9 đáp, ở trong thành. Diệp Huyên lập tức đi về phía trong thành. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, nơi này có chút không đơn giản, cẩn thận chút. Diệp Huyên đáp, có thể cảm nhận được nguy hiểm sao? Tầng 9 đáp, không cảm nhận được. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, người lại lừa ta. Lúc ở vùng đất Vĩnh Sinh, tầng 9 cũng nói như vậy, nhưng Diệp Huyên biết tên này vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Tầng 9 trầm mặc một lúc, rồi nói tiểu tử, khó khăn và trắc trở, người vẫn phải tự mình đối mặt,
thứ ngươi thiếu không phải người giúp đỡ, thứ ngươi thiếu là sự trưởng thành. Ngươi hiện giờ, thật lòng mà nói, quả thực có chút yếu, ngươi nhận cô gái váy trắng làm sư phụ, nhưng ta thấy ngươi ra ngoài đừng nhận mình là đồ đệ của cô gái váy trắng thì hơn, thật quá mất mặt người ta rồi. Mặt Diệp Huyên đen lại. Tầng 9 lại nói, còn nữa, người cũng đừng quá lo lắng cho cô bé kia, bởi vì cô bé đó mạnh hơn người rất rất nhiều, người có chết, thì cô bé đó cũng không chết được đâu, vậy nên, người vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn. Diệp Huyên bước đến trước cổng thành, hắn khẽ nói, tiền bối, người nói xem ta vẫn còn vận may không. Tầng 9 đáp, nếu như người vẫn có thể giống như ở vùng đất Vĩnh Sinh, gặp người nào, người đó cũng cho người lợi ích. Lão tử sẽ không sống nữa. Thật đó, sống như vậy quá vô vị rồi. Diệp Huyên khẽ nói, tiền bối, ta cũng cảm thấy như vậy không có thú vị, vẫn cứ là phải có chút thử thách mới được, bằng không, quá vô vị rồi. Tầng 9 đột nhiên tức giận quát, cút ngay cho lão tử. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, lúc này đã bước vào trong vô biên thành. Vừa bước vào trong thành, Diệp Huyên liền cảm nhận được một luồng khí u ám. Tòa thành này rất rộng lớn, nhưng lại rất trống trải, bởi vì hắn không thể cảm nhận được một chút sinh khí nào. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên vận chuyển không gian đạo tắc, xong, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn vốn không thể điều động không gian đạo tắc được nữa. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên sững sờ, ngay sau đó hắn vội vàng điều động huyền khí trong cơ thể, xong, hắn lại không thể điều động huyền khí, không những thế, ngay cả kiếm ý cũng không thể thúc giục. Hoàn toàn đã biến thành một người phàm. Lúc này, Diệp Huyên có chút hoảng hốt. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, chắc là cái gã đàn ông áo trắng kia đã thi triển cấm thuật gì đó với ngươi. À đúng rồi, ấn ký màu đỏ đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, chẳng phải ta đã đánh tan ấn ký màu đỏ đó rồi sao? Tầng 9 nói, ngươi đã đánh tan ấn ký, thế nhưng luồng sức mạnh thần bí kia đã tiến vào trong cơ thể của ngươi, sau đó phong ấn tu vi và huyền khí. Chúc mừng ngươi, giờ ngươi chính là một người bình thường, đương nhiên, thân thể ngươi vẫn có thể, có điều, theo quan sát của ta, có lẽ ngay cả sức mạnh thân xác ngươi cũng không thể điều động được, bởi vì cấm thuật kia đến cả sức mạnh của ngươi cùng đã phong ấn lại rồi. Ngươi cũng đừng quá nản lòng, với thể chất của ngươi, ở nơi này chắc là sẽ bị đánh, tất nhiên, ngươi không thể thúc giục giáp trúc long và cơ thể bất tử, vì vậy, cẩn thận chút, đừng để trong nháy mắt đã bị đánh chết rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, sao người lại có thể cười trên nỗi đau khổ của người khác như vậy chứ? Tầng 9 cười ha ha một tiếng, có sao? Ha ha! Diệp Huyên! Giây sau, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người có cách nào giúp ta giải trừ cấm thuật này không? Tầng 9 nghiêm túc nói, giải trừ làm cái gì? Chẳng phải ngươi nói muốn có thử thách sao? Ta thấy hiện giờ đã có thử thách cho ngươi rồi đó, ngươi phải tự tin vào bản thân mình chứ? Khóe môi Diệp Huyên khẽ cong lên, hắn cười gượng gạo, tiền bối, người xem, nơi này nguy hiểm như vậy, nếu như ta không thể điều động được sức mạnh của mình, ta. Tầng 9 đột nhiên nói, đừng sợ, người phải tin tưởng bản thân mình, hơn nữa, ta cũng tin ngươi, tiểu tử, người có thể làm được, ta xem trọng ngươi. Mặt Diệp Huyên đen lại, tên này sao lại như vậy chứ? Lúc này, tầng 9 lại lên tiếng, tiểu tử. Không phải lão ta không giúp ngươi giải trừ cấm chế, mà lão ta cũng lực bất tòng tâm, trước đó mượn thân hoàn hồn, đối với ta mà nói là tiêu hao cực lớn, bởi vì ta là bước ra từ đỉnh tầng 9 bị phong ấn này, vậy nên, hiện giờ ta yếu ớt vô cùng, cho nên, chuyện cấm thuật của ngươi, ta thật sự không làm được gì. Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, thật sao? Tầng 9 đáp, thật đó. Diệp Huyên trầm mặc, nơi đây là cấm địa. Nếu không thể điều động được sức mạnh của bản thân, thì phải làm sao mới có thể sống sót ở nơi này? Đây căn bản không có cách nào để sinh tồn mà. Lúc ở vùng đất Vĩnh Sinh, hắn đánh không lại, vẫn có thể chạy, nhưng hiện giờ, nếu gặp phải nguy hiểm, e là đến cả cơ hội để chạy cũng không có. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, tiểu tử, không phải là ngươi đã sợ rồi chứ? Sợ rồi. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, ta sợ gì chứ? Tầng 9 nói, nếu như không sợ, vậy thì tiếp tục đi đi chứ. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, chân mềm, nghỉ một chút không được à. Tầng 9. Không thể không nói, Diệp Huyên lúc này đúng là có chút hoảng sợ. Bởi vì hiện giờ,
ngoài thân xác ra thì hắn không thể điều động bất kỳ sức mạnh nào nữa. Mà nơi này, là một trong ba đại cấm địa. Không thể điều động bất kỳ sức mạnh nào, là mùi vị gì? Chính là mùi vị đến cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Mưu đồ của người đàn ông áo trắng kia thật là độc địa mà. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, hắn liếc nhìn tứ phía một cái, bầu trời của ngục tối vô biên này từ trước đến giờ vẫn luôn xám xịt, như thể sắp mưa, mang đến cho con người ta một cảm giác áp bức một ngạt. Diệp Huyên đứng tại chỗ một hồi lâu, mà trong khoảng thời gian này, tầng 9 cũng không nói gì nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ta đúng là càng sống càng phí hoài rồi. Lúc ở Thanh Thành, không phải lúc đó còn yếu hơn bây giờ sao? Bản thân lúc đó, hai bàn tay trắng, không có gì cả, nhưng, bản thân có lúc nào sợ hãi. Thực lực cũng giống như quyền lực, đều sẽ khiến con người ta mê muội và sinh ra cảm giác ỷ lại. Một khi ỷ lại, thì bản thân sẽ trở thành nô lệ của nó, tâm không thể tự do. Ngẫm đến đây, trong người Diệp Huyên đột nhiên vang lên mấy âm thanh nhỏ của kiếm. Đó là tiếng của mấy thanh kiếm trong tháp giới ngục phát ra. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn còn cứu được. Diệp Huyên có chút không hiểu, tiền bối, là ý gì? Tầng 9 đáp, thông qua kiếm của ngươi, ta có thể cảm nhận được, tâm tình của ngươi đã phát sinh thay đổi. Diệp Huyên gật đầu, vừa rồi ta đang nghĩ, có thể lão ta đã quá ỷ lại vào thực lực của bản thân. Tầng 9 đáp, đó là thực lực của ngươi. Ỷ lại cũng bình thường, nhưng, ngươi phải hiểu một điều, đại trượng phu sinh ra ở trên đời, thì nên ngẩng mặt không sợ trời, cúi đầu không sợ đất, bất cứ lúc nào trong lòng cũng chớ sinh ra lòng sợ hãi, cùng lắm thì chết thôi, sợ cái gì chứ? Diệp Huyên nói, tiền bối, người sợ cô gái váy trắng không? Tầng 9 phẫn nộ quát, cút. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tâm tình của hắn lúc này đã hoàn toàn khác so với trước đây, giống như lời tầng 9 đã nói, đại trượng phu sinh ra ở trên đời, sao phải sống mà sợ này sợ kia chứ? Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết thôi. Chính vào lúc này, tầng 9 đột nhiên cười he he một tiếng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiền bối, người cười gì? Tầng 9 cười ha ha một tiếng, không, không có gì, người đừng sợ, người không có nguy hiểm gì đâu, thật đó. Người hiện giờ, rất an toàn, bốn bề không có gì hết. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút dựng tóc gáy, ôi mẹ ơi, nhất định là có nguy hiểm rồi. Tầng 9 nhất định là đã phát hiện ra gì đó. Diệp Huyên lạc giọng nói, tiền bối, người đang muốn dọa ta sao? Tầng 9 đáp đúng, ta là muốn dọa người đó, tiểu tử, người đừng sợ, không có gì đâu thật mà. Diệp Huyên nhún vai, ta có từng sợ qua ai chứ? Dứt lời, hắn tiếp tục đi. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi bước chậm một chút, lão thái thái phía sau ngươi, người ta không theo kịp. Lão thái thái. Diệp Huyên bỗng nhiên quay người lại, sau lưng, hoàn toàn vắng vẻ, chẳng có ai cả. Diệp Huyên cười đáp, tiền bối, ngươi tưởng như vậy thì có thể dọa được ta sao? Ta. Nói đến đây, hắn chợt khựng lại, bởi vì cách trước mặt hắn không xa. Cũng chính là phía trước cổng thành kia, ở đó có một bà lão đang cầm một cây chổi, chậm rãi quét. Bà lão mặc một bộ váy bố rất bình thường, trên đó phủ đầy những mảnh vá, mái tóc bà trắng như tuyết, lưng hơi còng, nhìn có vẻ rất già nua. Diệp Huyên nhìn bà lão tiền bối. Bà lão khẽ đáp, đã rất nhiều năm không có người tới đây rồi. Nói đoạn, bà ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, nghìn năm qua. Ngươi là người thứ hai. Nụ cười này, khiến Diệp Huyên có chút dựng tóc gáy, bởi vì nụ cười này có chút u ám. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta tới để thăm thú. Bà lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, thân pháp này, quỷ thần khó lường. Bà ta cứ nhìn Diệp Huyên ở khoảng cách gần như thế, mà sắc mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Bà lão nhìn Diệp Huyên, tới để thăm thú. Diệp Huyên gật đầu, nghe nói nơi đây hung hiểm vô cùng, nên hiếu kỳ, tới để thăm thú. Bà lão cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên như thế, chàng trai trẻ, người có biết người rất yếu không? Diệp Huyên khẽ chau mày, yếu thì không thể tới để thăm thú sao? Bà lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì.
Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, kỳ thực, ta tới để tìm sư phụ ta. Hai mắt bà lão khẽ híp lại, sư phụ ngươi. Diệp Huyên gật đầu, không biết tiền bối có từng gặp qua chưa. Bà lão cười u ám, nơi này, cả nghìn năm nay, chỉ có hai người tới, sao, chả nhẽ người kia là sư phụ ngươi. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta không biết, sau khi sư phụ ta bước vào, thì chưa từng trở ra, ta không biết hiện giờ nàng ấy đang ở đâu. Bà lão lạnh nhạt nói, vậy thì có thể là đã chết rồi. Diệp Huyên đột nhiên phẫn nộ nói, không thể nào. Bà lão cười khẩy, tại sao lại không thể chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, sư phụ ta rất rất mạnh. Khóe miệng bà lão nhếch lên tỏ vẻ chế giễu, ngươi cảm thấy rất mạnh, đó chẳng qua là ngươi thấy vậy. Diệp Huyên trầm mặc. Bà lão đột nhiên lắc đầu nói, cứ tưởng rằng người đến là một nhân vật ghê gớm gì đó, nhưng giờ xem ra, chỉ là một kẻ lỗ mãng. Nói đoạn, tay phải bà ta chậm rãi nắm chặt lại. Mà chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một thanh kiếm đưa đến trước mặt bà lão. Kiếm của cô gái váy trắng. Lúc nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt của bà ta bỗng kinh ngạc, phàm kiếm. Diệp Huyên gật đầu, đây là kiếm của sư phụ ta. Nàng ấy mặc một bộ váy trắng, không thích nói chuyện cho lắm, tiền bối có từng gặp qua nàng ấy không? Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chủ nhân của kiếm này là sư phụ của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, ta đã tìm nàng ấy rất lâu rồi. Bà lão lắc đầu, không, ngươi nói dối, nếu như ngươi là đồ đệ của chủ nhân thanh kiếm này, sao ngươi lại yếu như vậy chứ? Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta yếu sao? Bà lão nhìn Diệp Huyên, ngươi không yếu sao? Diệp Huyên đột nhiên nói, phải rồi, sư phụ ta nói để ta lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo, vì vậy, đã phong ấn tu vi của ta lại. Bà ta đột nhiên giơ tay đặt lên vai Diệp Huyên, một luồng sức mạnh to lớn trong chớp mắt khóa chặt lấy toàn bộ cơ thể của Diệp Huyên, mặt hắn không biến sắc. Sự thực chứng minh, hắn hiện giờ ở trước mặt bà lão, đến cả sức đánh trả cũng không có. Cho dù không bị phong ấn tu vi, e là cũng khó mà đấu lại được. Một lát sau, bà lão nhíu chặt mày, quả thực đã bị phong ấn. Diệp Huyên gật đầu, phải đó, nàng ấy nói như vậy ta mới có thể lĩnh ngộ được phàm kiếm. Phàm kiếm. Mí mắt bà lão khẽ giật, bà ta nhìn Diệp Huyên, đang do dự. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, tiền bối, người có từng gặp sư phụ ta không? Bà lão nhàn nhạt nói, chưa từng gặp qua. Sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên trắng bệch, sư phụ ta nàng ấy sẽ không chết ở nơi này chứ? Nghe vậy, mí mắt bà lão khẽ giật, chủ nhân của phàm kiếm chết ở đây. Có thể sao? Chắc là không đâu. Cứ cho là vị đó, cũng không giết nổi chủ nhân của phàm kiếm đâu. Diệp Huyên đột nhiên có chút hoảng sợ, lẩm bẩm nói tính sao đây? Bà lão liếc nhìn Diệp Huyên một cái. Nhàn nhạt nói, cô ta chắc vẫn chưa chết đâu. Diệp Huyên nhìn về phía bà lão, thật không? Bà lão gật đầu. Diệp Huyên lập tức thở phào một hơi, hắn do dự một chút, rồi nói, nhưng ta không tìm thấy nàng ấy. Bà lão nhìn Diệp Huyên, người tốt nhất nên rời khỏi đây. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Bà lão đáp, nơi này nguy hiểm. Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, đâu có đâu. Ta thấy nơi này rất an tĩnh, không có nguy hiểm. Bà lão lắc đầu, trí thông minh này của ngươi. Nói đoạn, bà ta chỉ tay về phía xa, ngươi mau đi đi, đừng chết ở chỗ của ta, lão phụ không muốn chuốc phiền phức. Dứt lời, bà ta định rời đi. Thì Diệp Huyên lại đột nhiên kéo bà ta lại, tiền bối, ngươi có thể giúp ta không? Bà lão nhìn Diệp Huyên, muốn ta giúp ngươi tìm người sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Ta muốn tìm sư phụ ta. Bà lão đáp, ta được lợi gì? Diệp Huyên lập tức đưa kiếm của cô gái váy trắng cho đối phương, kiếm này tặng người. Mí mắt bà lão khẽ giật, ngươi không biết kiếm này sao? Diệp Huyên đáp, biết chứ, đây là kiếm sư phụ tặng cho ta, nhưng kiếm này chẳng hữu dụng gì cả, không hữu dụng như thanh kiếm khác của ta. Bà lão đột nhiên tức giận nói, ngươi có biết đây là kiếm gì không? Diệp Huyên nhìn bà lão, đáp thì là thanh kiếm bình thường thôi. Ta dùng chẳng quen gì cả. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sư phụ ngươi tại sao lại muốn nhận ngươi làm đồ đệ cơ chứ? Diệp Huyên nhoẻn miệng cười một cái, sư phụ nói thiên chất ta thông minh,
là nhân tài trong vạn người. Còn nữa, đại ca ta cũng nói ta là thiên tài kiếm đạo thiên hạ vô song, còn nữa, sư đệ ta cũng vậy, bọn họ đều nói ta là kỳ tài kiếm đạo. Bà lão nhíu chặt mày, đại ca ngươi, sư đệ ngươi. Diệp Huyên gật đầu lia lịa, hắn lấy ra kiếm của người đàn ông mặc thanh sạm và kiếm của vị kiếm tu trung niên kia đưa đến trước mặt bà lão. Người xem, đây là kiếm của bọn họ. Nhìn thấy hai thanh kiếm này, sắc mặt của bà lão kia trong nháy mắt lộ vẻ kinh ngạc, bà ta không kìm được xúc động mà lùi về sau mấy bước, lúc này, bàn tay bà ta đang run rẩy. Ông trời ơi! Ba thanh phàm kiếm! Tử khí nào mà phàm kiếm lại biến thành rau cải trắng rồi? Bà lão nhìn về phía Diệp Huyên, trong lòng tựa như thủy triều đang cuồn cuộn, thiếu niên trước mặt này rốt cuộc là ai? Diệp Huyên nói, tiền bối, người có thể giúp ta tìm sư phụ của ta không? Nếu người có thể tìm được, ba thanh kiếm này của ta đều tặng cho người. Bà lão! Diệp Huyên lại nói, được khum. Bà lão hít một hơi thật sâu, rồi nói, ngươi, sư phụ ngươi thật sự đã từng đến đây. Diệp Huyên gật đầu, thật mà, nàng ấy đã đến đây. Nói muốn tìm người nào đó, rồi không thấy trở ra nữa. Tìm người. Bà lão khẽ nhíu mày, tìm ai? Giây sau đó, bà lão lắc đầu, ta không biết sư phụ ngươi đang ở đâu, cũng sẽ không tìm người, ngươi. Nói đoạn, bà ta chỉ về phía trước mặt, người đi về hướng phía trước, cứ đi thẳng, chừng trăm trượng thì rẽ phải, ở đó có một tiệm cầm đồ, tên là tiệm cầm đồ thiên đạo, ngươi có thể đến đó hỏi thử. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Diệp Huyên chớp chớp mắt, bọn họ biết sao? Bà lão đáp, tin tức của bọn họ khá nhanh nhạy, có lẽ sẽ biết. Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, được. Dứt lời, hắn đem một trong ba thanh kiếm đưa cho bà lão, tiền bối, kiếm này tặng cho người, coi như cảm ơn người. Mí mắt bà lão khẽ giật, kiếm này bà ta nào dám lấy. Nhân quả này, bà ta nhận không nổi. Trên mặt bà lão lộ ra một nụ cười, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải như vậy, người mau đi đi. Trời mà sáng thì bọn họ sẽ đóng cửa đó. Diệp Huyên do dự một chút, rồi nói, người thực sự không cần sao? Bà lão lắc đầu, không cần. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, người đúng là một người tốt. Bà lão khẽ nhoẻn miệng cười, không nói gì. Diệp Huyên khẽ hành một lễ với bà lão, rồi xoay người rời đi. Lúc này, bà lão đột nhiên nói, gượng đã. Diệp Huyên quay người lại nhìn về phía bà lão. Bà ta do dự một chút, rồi nói, ta dẫn ngươi đi vậy. Bằng không, ngươi lại không biết chỗ nào. Diệp Huyên. Lúc này, tầng 9 đột nhiên lên tiếng, ngươi vô địch rồi. Trên đường đi, Diệp Huyên và bà lão đi chậm chậm. Xung quanh rất yên tĩnh. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, tại sao trong thành không có người vậy? Bà lão nói, ngươi đến chưa đúng lúc, nơi này chỉ có canh ba nửa đêm mới có người. Bình thường đều không có ai cả. Diệp Huyên nhìn bà lão, tại sao? Bà lão do dự một lát rồi đáp, do một vài nguyên do đặc biệt. Ồ! Diệp Huyên gật đầu, sau lại nói, tiền bối, người có biết ngũ duy kiếp không? Nghe thấy vậy mắt bà lão khẽ giật, bà ta nhìn Diệp Huyên, người cũng biết ngũ duy kiếp. Diệp Huyên gật đầu, biết chứ? Sư phụ ta đã từng nói với ta. Bà lão trầm giọng, sư phụ ngươi nói thế nào? Diệp Huyên nói, sư phụ ta nói nàng ấy muốn chống lại ngũ duy kiếp, bảo ta tự mình chăm sóc bản thân, tiền bối, sư phụ ta không thắng được ngũ duy kiếp sao? Bà lão chần chừ rồi nói, sợ rằng có chút khó khăn. Diệp Huyên nói, đại ca ta và cả huynh đệ ta cũng sẽ giúp đỡ sư phụ ta. Ba vị chủ nhân phàm kiếm. Bà lão ngẫm nghĩ rồi nói, ta không biết. Diệp Huyên đang định nói thì lúc đó. Một ông lão lưng còng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thấy ông lão còng lưng này, Diệp Huyên cũng sững người, sau đó nhìn sang bà lão. Ông lão lưng còng nhìn bà lão, cười lạnh một tiếng, cửu âm, bà vượt giới rồi. Bà lão tên cửu âm lạnh giọng nói, ta tiễn hắn một đoạn. Ông lão lưng còng nhìn Diệp Huyên, người bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, chào tiền bối. Ông lão còng lưng sững người, sau đó nhìn cửu âm. Lúc này đột nhiên bà ta truyền âm huyền khí, thiết còng, người nhìn kiếm trong tay hắn thử xem. Ông lão tên thiết còng nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, khi nhìn thấy ba thanh kiếm, ông ta lập tức hóa đá tại chỗ.
Ba thanh phàm kiếm. Thiết Còng khẽ nuốt nước bọt, sau đó nhìn Cửu Âm, đây là chuyện gì? Cửu Âm lạnh giọng nói, hắn đến tìm sư phụ hắn. Không muốn chết thì mau tránh ra. Thiết Còng liếc nhìn Diệp Huyên, sư phụ ngươi là chủ nhân kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Thiết Còng trở nên kỳ lạ. Thiết Còng đang định nói, đột nhiên Cửu Âm nói, chúng ta đi. Diệp Huyên gật đầu, cứ như vậy, hắn lại tiếp tục đi về phía trước cùng Cửu Âm. Cả đường đi, mặc dù cũng gặp được một vài người kỳ lạ nhưng đều bị Cửu Âm đuổi đi. Rất nhanh sau đó, Cửu Âm dẫn theo Diệp Huyên đến tiệm cầm đồ thiên đạo kia, bên trong tiệm cầm đồ đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là có người. Cửu Âm nói, đến rồi, người tự mình vào đi. Diệp Huyên kính cẩn hành lễ với Cửu Âm, đa tạ tiền bối. Cửu Âm khẽ gật đầu, ở chỗ này thì cẩn thận chút, nơi này không giống với thế giới bên ngoài của ngươi. Diệp Huyên nói, được. Cửu Âm nhìn Diệp Huyên, sau này gặp lại. Nói xong, bà ta quay người rời đi, không lâu sau đã biến mất nơi cuối đường. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, quay người đi vào tiệm cầm đồ thiên đạo kia. Trong tiệm cầm đồ bày trí rất đơn giản. Chỉ có một quầy hàng. Trước quầy hàng là một băng ghế cao, mà phía sau băng ghế cao thì có một cô gái nằm sấp trên quầy, đang ngủ. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh đang định lên tiếng, thì lúc này, đột nhiên tầng 9 lại nói, tiểu tử, cẩn thận, nơi này tự mình tạo thành kết giới, không hề đơn giản. Tự tạo thành kết giới. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi đến trước quầy hàng, hắn nhìn cô gái kia có đó không? Không có phản ứng. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô gái, này. Lúc này, cô gái đột nhiên ngẩng đầu, vẻ ngoài cô gái thanh tú, hai mắt rất lớn, rất có hồn. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái liếc nhìn quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, có thể đến được chỗ này, kẻ bên ngoài như ngươi không hề đơn giản đấy. Diệp Huyên nói, một vị tiền bối đưa ta đến. Cô gái cầm đùi gà không biết lấy từ đâu ra mà gặp, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đến làm gì? Diệp Huyên do dự, sau đó nói, tìm người. Cô gái nói, tìm người ở thế giới bên ngoài hay người ở trong này? Diệp Huyên nói, người ở đây. Cô gái hỏi, người có thể cầm được cái gì? Diệp Huyên cầm ba thanh kiếm đặt lên trên quầy, sau đó nhìn cô gái. Nhìn thấy ba thanh kiếm này. Ánh mắt cô gái chợt lóe lên chút ngạc nhiên, phàm kiếm. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng kinh ngạc. Cô gái này nhìn thấy ba thanh phàm kiếm thì chỉ có chút kỳ lạ, nhưng không hề kinh sợ hay chấn động. Cô gái cầm ba thanh kiếm lên quan sát một lát, rồi nói, ba thanh kiếm này không thể cầm được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, người có phải bị ngốc không? Sở dĩ phàm kiếm mạnh mẽ là bởi vì chủ nhân của bọn chúng. Chứ không phải do bọn chúng, không có chủ nhân của bọn chúng thì cũng không có gì khác biệt với những thanh kiếm bình thường cả. Phàm kiếm đại diện cho một loại cảnh giới, có hiểu không? Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, tầng 9 đột nhiên lại nói, nhà đầu này hiểu biết rất phi phàm đấy. Cô gái lại nói, ba thanh phàm kiếm, hơn nữa vẫn còn linh tính, xem ra trên thế giới này vẫn còn ba vị cao thủ mạnh nữa, không đơn giản. Nói xong. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, còn có gì khác không? Diệp Huyên trầm giọng nói, chỉ cần ta đưa thù lao thì các người có thể thay ta tìm người sao? Cô gái nói, chỉ cần đối phương ở nơi này thì có thể. Cho dù ở bên ngoài cũng có thể, chỉ là phải thêm đồ. Diệp Huyên hỏi, người muốn gì? Cô gái cười nói, người có gì? Diệp Huyên lấy ra một lọ nước suối sinh mệnh. Cô gái lắc đầu, thứ rác rưởi. Nói xong. Nàng ta mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một bình ngọc màu trắng, chất lỏng màu xanh biếc đang chảy trong bình ngọc, đây mới là nước suối sinh mệnh thật sự, là tinh hoa trong cây sinh mệnh viễn cổ, công dụng của nó còn hơn gấp trăm lần nước suối sinh mệnh của ngươi. Nước suối sinh mệnh thật sự. Diệp Huyên nhìn lọ nước suối sinh mệnh kia, hắn có thể cảm nhận được năng lượng của nước suối sinh mệnh kia, cô gái không hề nói khoác, quả thực cách xa nước suối sinh mệnh của hắn nhiều. Đồ tốt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy ra kiếm Thiên Chu, người xem kiếm này của ta thế nào. Cô gái quan sát kiếm Thiên Chu, gật đầu, có thể, bản thân kiếm không tệ, lại thêm giáp trúc long phía sau, phẩm cấp của kiếm cũng được tăng lên ít nhất 10 lần,
tổng thể thì miễn cưỡng cũng có thể. Miễn cưỡng có thể. Diệp Huyên khẽ mấp máy khóe môi, cô gái này khẩu khí cũng lớn thật. Như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, cô gái mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nàng ta là một thanh kiếm không hoàn chỉnh, toàn bộ thanh kiếm đều đen tuyền, ở đầu mũi kiếm còn thiếu một khoảng trống. Cô gái nói, kiếm này tên là Thiên Tà, về sắc bén thì không hề kém hơn kiếm này của ngươi. Nói rồi nàng ta thẳng thừng ném thanh kiếm qua cho Diệp Huyên, tự mình xem đi. Diệp Huyên cầm thanh kiếm Thiên Tà kia trong tay, hắn quan sát kỹ lưỡng thanh kiếm trong tay, ngay sau đó, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn. Thanh kiếm này thật sự không kém hơn kiếm Thiên Chu. Kiếm tốt. Lúc này, cô gái cười nói, thực ra, còn có một vật, nếu bàn về độ sắc bén thì còn trên cả kiếm này của ngươi, thế nhưng không ở chỗ này của ta. Với cả, nếu ngươi chỉ đơn thuần tìm người thì kiếm này của ngươi đã đủ tốt. Ngươi chắc chắn muốn cầm sao? Diệp Huyên hỏi, nếu như ta cầm thì phải làm sao để chuộc về? Cô gái nói, rất đơn giản, giúp ta làm một chuyện. Cô gái cười nói, đến lúc đó thì sẽ nói cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chắc chắn là chuyện trong khả năng có thể của ngươi. Diệp Huyên trầm mặc, cầm kiếm Thiên Chu. Đương nhiên không thể lấy kiếm này để cầm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta vẫn còn một vật, nếu chỉ đơn thuần tìm người có lẽ là đủ rồi. Nói rồi hắn mở lòng bàn tay, một luồng tử khí xuất hiện trong tay hắn. Đó là linh khí tên nhóc màu trắng kia đã đưa cho Tiểu Linh Nhi, hắn cũng lấy một luồng. Nhìn thấy tử khí này, ánh mắt cô gái có chút kinh ngạc, tử khí rất tinh khiết, hiếm thấy. Diệp Huyên nói, chỉ tìm người, cái này có thể không? Cô gái gật đầu, có thể. Ngươi muốn tìm ai? Diệp Huyên nói, cô gái nhỏ đi vào cùng với ta. Cô gái nói, đợi một lát, ta tra xem. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, bấm bấm ngón tay tính toán. Một lúc sau, cô gái nhíu mày, không tra được. Không tra được. Diệp Huyên thấp giọng, là sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, thiên cơ bị che giấu, người bạn này của ngươi không phải người bình thường. Diệp Huyên gật đầu, quả thật không phải người bình thường, có thể tra được không? Cô gái nói, đợi một lát. Nói xong, cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, mà tay phải nàng ta lại chuyển động nhanh hơn, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu rung động. Ước chừng nửa khắc sau, đột nhiên cô gái mở bừng mắt, nàng ta ở Diêm Điện, là phía nam chỗ này, không đúng, nàng ta đã đi vào rồi. Diệp Huyên nhíu mày, Diêm Điện. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên thu kiếm lại, quay người muốn rời đi, mà lúc này đột nhiên cô gái lại nói, đợi đã. Diệp Huyên nhìn cô gái cười nói, tu vi của ngươi bị phong ấn, với thực lực hiện tại của ngươi thì không đến được Diêm Điện đâu, nhưng ta có thể đưa ngươi đi, chỉ là, ha ha, ngươi hiểu đó. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ mấp máy, cô gái này muốn được trả công. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nó, một luồng tử khí, có đủ không? Cô gái dựng thẳng hai ngón tay, hai luồng, đưa ngươi đến Diêm Điện. Diệp Huyên trong lòng hỏi Tiểu Linh Nhi, loại tử khí kia chúng ta còn bao nhiêu? Tiểu Linh Nhi nói, còn rất nhiều. Diệp Huyên hỏi, rất nhiều là bao nhiêu? Tiểu Linh Nhi nói, thì là rất nhiều. Diệp Huyên không biết phải nói gì, Tiểu Linh Nhi này thật là. Diệp Huyên lắc đầu, tiếp tục hỏi, nếu một luồng tử khí luyện được một viên đan dược thì muội có thể luyện được bao nhiêu viên? Tiểu Linh Nhi, rất nhiều. Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Hắn quyết định không hỏi cô nhóc này nữa. Diệp Huyên nhìn cô gái, vậy chúng ta đi. Cô gái khẽ nhếch miệng, được. Cứ như vậy, Diệp Huyên và cô gái rời khỏi tiệm cầm đồ Thiên Đạo, cô gái dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường. Đột nhiên Diệp Huyên hỏi, tiền bối. Đột nhiên cô gái nói, gọi ta là Tiểu Đạo là được. Diệp Huyên gật đầu, Tiểu Đạo cô nương, tiệm cầm đồ này của mọi người tên là tiệm cầm đồ Thiên Đạo, tại sao lại vậy? Tiểu Đạo cười nói, vấn đề này, phải cần bản nguyên chi khí loại tử khí kia của ngươi thì mới có thể trả lời. Diệp Huyên. Không lâu sau, cô gái đưa Diệp Huyên đến Diêm Điện kia. Đây là một đại điện vô cùng âm u. Xung quanh âm khí nặng nề, rất kỳ dị, mà phía trước đại điện còn có hai bức tượng người đàn ông to lớn mặt mũi hung tợn đứng đó. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, Diêm Điện này là nơi thế nào?
Tiểu đạo khẽ cười, vấn đề này, cần ít nhất 36 luồng tử khí mới có thể trả lời. Diệp Huyên. Tiểu đạo chớp mắt, thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có phải chỉ cần trả được giá tốt thì cái gì ngươi cũng biết có phải không? Tiểu đạo gật đầu, từ xưa tới nay, không có gì ta không biết cả. Diệp Huyên trầm giọng nói, thời đại trước Hàn Võ Kỳ thì sao? Tiểu đạo cười nói, vấn đề này, trả lời miễn phí, trước Hàn Võ Kỳ, gọi là thời kỳ cổ đại, đến hiện tại vẫn còn biết đến thời đại này có lẽ không quá ba người, mà biết rõ được có lẽ cũng chỉ có một mình ta. Đột nhiên Diệp Huyên lấy ra thanh kiếm của cô gái váy trắng, có biết lai lịch của chủ nhân thanh kiếm này không? Tiểu đạo trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, không biết. Tiểu đại nhìn Diệp Huyên, thiên mệnh. Thiên mệnh. Diệp Huyên nhíu mày, là gì? Tiểu đạo cười mỉm, chỉ có thể nói cho ngươi biết là một cái tên, còn những cái khác ta không thể nói, trừ phi ngươi trả được cái giá ta cần. Diệp Huyên trầm giọng, khí tím. Tiểu đạo lắc đầu, khí tím bình thường thì không được, ta muốn khí tím căn nguyên. Diệp Huyên không hiểu, khí tím căn nguyên. Tiểu đạo cười nói, chính là nguồn gốc của khí tím này. Diệp Huyên lắc đầu, cái này ta không thể cho ngươi được. Tiểu đạo khẽ cười, vậy hết cách rồi. Diệp Huyên hỏi, thiên mệnh, là tên của cô bé sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải, chỉ là người khác gọi nàng ta như vậy thôi. Diệp Huyên lại hỏi, tại sao lại gọi cô bé là thiên mệnh? Tiểu đạo khẽ chớp mắt, đưa tiền, ít nhất cũng phải 10.000 luồng khí tím. 10.000, hắn khẽ nhếch miệng. Không phải cô gái này muốn tiền đến phát điên rồi chứ? Lúc này, tiểu đạo lại nói, thật ra, ta không kiến nghị ngươi nghe ngóng dạng người cấp bậc như nàng ta, bởi vì giá cả của ta sẽ rất rất cao. Ngươi cũng đừng hỏi ta những vấn đề khác, những vấn đề ta trả lời đều phải thu phí cả. Diệp Huyên lắc đầu, tiểu đạo cô nương, ta rất nghèo. Tiểu đạo chớp chớp mắt, không, ngươi không nghèo, bảo vật trên người ngươi rất nhiều, ta đều thấy được. Diệp Huyên. Tiểu đạo quay người nhìn Diêm Điện kia, hai tay nàng ta chắp sau lưng, trông khá hoạt bát thoải mái, Diêm Điện này, rất mạnh, không phải là thứ mà ngươi bây giờ có thể chống lại. Bây giờ nếu ngươi muốn đi vào, thì chắc chắn sẽ chết. Cho dù tên nhóc trong người ngươi kia giúp đỡ, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, ngươi biết hắn. Tiểu đạo gật đầu, chỉ cần ta muốn, cái gì ta cũng có thể biết được. Hắn nói, như vậy có phải nghịch thiên quá không? Tiểu đạo quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười trêu chọc, như vậy gọi là nghịch thiên sao? Nghịch thiên thật sự chính là chủ nhân thanh phàm kiếm trong tay ngươi kìa, nàng ta mới thật sự là nghịch thiên. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, tiểu đạo, chỉ bằng chúng ta làm bạn đi. Tầng 9. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười càng sáng lạn, làm bạn, không phải không thể, nhưng, làm bạn cũng phải có giá. Như vậy, bạn bè mới được dài lâu. Hắn nghiêm túc nói, ta muốn làm bạn với ngươi, tuyệt đối không phải muốn đạt được thứ gì từ ngươi, thật đó. Tiểu đạo chớp chớp mắt, khẽ nhếch miệng, suýt nữa ta đã tin rồi đấy. Diệp Huyên lắc đầu, hắn nhìn Diêm Điện kia tiểu đạo cô nương, bạn ta vẫn còn ở bên trong, đúng chứ? Thật ra hắn không lo lắng như vậy, thực lực tiểu phạn mạnh như vậy, người bình thường căn bản không làm cô bé bị thương được. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, cười mỉm, chính là không nói. Muốn tiền. Diệp Huyên bấm ngón tay, hai luồng khí tím rơi xuống trước mặt tiểu đạo trực tiếp hấp thụ, sau đó nàng ta gật đầu, vẫn còn bên trong. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể khiến cô bé ra ngoài không? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nhếch miệng cười, ta có thể giúp ngươi đưa nàng ta ra ngoài, thế nhưng, hì hì. Vẻ mặt hắn u ám, cô gái này. Ngay lúc đó, sâu trong Diêm Điện kia, một tiếng nổ chợt vang lên. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn đang muốn xông vào thì tiểu đạo bỗng nói, thực lực hiện tại của ngươi không thể. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hét lớn về phía Diêm Điện kia, tiểu phản, mau đi ra. Hắn vừa dứt lời không lâu, sâu trong Diêm Điện kia đột nhiên vang lên âm thanh rung động dữ dội, lúc đó, cả Diêm Điện đều rung chuyển. Thấy vậy, Diệp Huyên vội nói, tiểu phản, mau lên. Ta làm đồ ăn ngon cho muội. Diệp Huyên vừa dứt lời được gần 3 nhịp thở. Vù! Tiếng kiếm chợt vang khắp trời. Ngay sau đó, không gian trên không Diêm Điện kia chợt bị xé rách. Rất nhanh chóng,
cửa lớn Diêm Điện bỗng vỡ nát, một cô gái nhỏ chạy ra ngoài. Người đó chính là Tiểu Phạn. Nhìn thấy Tiểu Phạn, Diệp Huyên vội lao đến. Khi hắn chạy đến trước mặt Tiểu Phạn, vẻ mặt hắn thoáng chốc đã trở nên hung tợn, trên người Tiểu Phạn lúc này khắp nơi đều là vết thương, nhất là bên má phải cô bé còn có một vết máu rất sâu. Mà lúc này nhìn thấy Diệp Huyên, Tiểu Phạn chợt nắm lấy tay hắn, cô bé cứ nắm chặt như vậy. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Phạn, không sao chứ. Tiểu Phạn khẽ cúi đầu, sau đó cô bé chỉ vào Diêm Điện phía xa, lúc này ở cửa Diêm Điện, không biết từ lúc nào một người đàn ông lưng đeo hai thanh đao đã đứng đó, còn có bốn cao thủ thần bí tay cầm xích sắt. Đột nhiên Diệp Huyên điểm ngón tay, mười luồng khí tím rơi ngay trước mặt Tiểu Đạo cô nương, tại sao cô bé lại đi vào Diêm Điện? Tiểu Đạo khẽ khịt mũi, mười luồng khí tím kia lập tức bị nàng ta hấp thụ, nàng ta tham lam hít sâu một hơi, sau đó nói, lúc vừa mới đến, cô bé đã đi tìm người khắp nơi, Diêm Điện này đã kêu gọi cô bé đi vào, còn về mục đích phải tốn 12 luồng khí tím. Diệp Huyên điểm ngón tay, 12 luồng khí tím rơi xuống trước mặt Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhếch miệng cười, mục đích của bọn họ là bắt cô bé luyện chế thành âm hồn, đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của cô gái nhỏ, thực lực người bạn này của ngươi quá mạnh, bọn họ không làm gì được, cho nên mới điều động một điện sứ. Luyện chế thành âm hồn. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, hắn nhìn người đàn ông lưng vác hai thanh đao phía xa kia, mà ánh mắt người đàn ông hai đao ấy lại nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cô nương, Diêm Điện ta và ngươi hình như không có hiềm khích gì. Tiểu Đạo cười nói, không có hiềm khích, Lục Điện Vương, ngươi cũng biết con người ta đây chỉ cần có lợi ích thì buôn bán gì cũng làm, các người cũng có thể cho ta lợi ích, ta có thể nói cho các người biết lai lịch của hai người bọn họ. Lục Điện Sứ nhìn Tiểu Đạo, đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên nhìn Tiểu Đạo, giả cả bao nhiêu thì phá bỏ được phong ấn trong cơ thể ta. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, không lừa ngươi, 98 luồng khí tím. 98. Diệp Huyên trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, ngươi chắc chắn không thể tháo bỏ phong ấn cho ta đúng không? Tầng 9 nói, tạm thời quả thật không thể. Diệp Huyên gật đầu, hắn vung tay phải, 98 luồng khí tím rơi xuống trước mặt Tiểu Đạo nheo mắt thật thoải mái. Nói xong, nàng ta điểm tay, một luồng sáng trắng đi vào giữa hàng mày của hắn. Trong thoáng chốc, phong ấn trong cơ thể Diệp Huyên đã biến mất không còn tung tích. Diệp Huyên quay đầu nhìn Lục Điện Vương kia, trong lòng hỏi, tiền bối, ta có thể đánh được hắn không? Tầng 9 nói, không đánh được. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn trực tiếp xông ra, cùng lúc đó, một luồng khí tím đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tiểu Phạn đang định ra tay thì Diệp Huyên chợt nói, giết chết bốn người phía sau hắn, phải nhanh. Tiểu Phạn không hề do dự, cầm kiếm liếc mạnh trên cổ mình. Vù 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 vù. Chớp mắt, bốn cao thủ thần bí cầm xích sắt trong tay lập tức đã bị bay đầu. Trực tiếp giết nhanh diệt gọn. Tiểu Đạo liếc nhìn Tiểu Phạn, nhẹ giọng nói, lợi hại đấy. Mà ở phía xa, Diệp Huyên đã lao đến trước mặt Lục Điện Vương kia. Hắn cần kiếm chém mạnh về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Kiếm vừa rơi xuống, Lục Điện Vương đột nhiên rút đao, một đao chém vào bụng Diệp Huyên, đao của hắn ta cũng nhanh như kiếm của hắn. Đao của Lục Điện Vương chém vào bụng của Diệp Huyên, mà kiếm của Diệp Huyên ngay sau đó cũng chém vào đầu Lục Điện Vương. Trong nháy mắt Diệp Huyên đã trở về chỗ cũ, áo giáp trúc long của hắn miễn cưỡng chịu đựng một đao của Lục Điện Vương. Mà đầu của Lục Điện Vương cũng mạnh mẽ chống đỡ kiếm thiên chu của Diệp Huyên, thế nhưng, vẫn bị nứt một vết, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Lục Điện Vương nhìn bụng Diệp Huyên, hộ giáp. Lúc này, đột nhiên Tiểu Phạn xuất hiện trước mặt Lục Điện Vương, cô bé mạnh mẽ chém xuống một kiếm này còn mạnh hơn cả Diệp Huyên. Lục Điện Vương nheo mắt, hắn ta rút mạnh một thanh đao sau lưng, hai đao đánh về phía trước. Tiểu Phạn lập tức bị đánh bay về chỗ cũ, nhưng Lục Điện Vương kia lập tức cũng bị đánh bay ra ngoài cả 10 trượng. Sau khi Tiểu Phạn dừng lại, cô bé cầm kiếm bỗng nhiên cắt vào cổ mình. Ở phía xa, sắc mặt Lục Điện Vương kia chợt thay đổi, hai tay hắn ta cầm hai thanh đao cản ở phía trước. Một luồng năng lượng thần bí lẳng lặng tiến đến, hai thanh đao kia của Lục Điện Vương lập tức hóa thành hư vô, luồng năng lượng thần bí đó lập tức đánh mạnh vào người Lục Điện Vương. Thân xác bên ngoài Lục Điện Vương thoáng chốc đã rạn nứt,
thế nhưng linh hồn hắn ta đã thoát ra, hắn ta đang định trốn vào trong Diêm Điện kia thì lúc đó, Diệp Huyên ở phía xa chợt rút một kiếm ra, định hồn. Vừa dứt lời, linh hồn Lục Điện Vương ở phía xa kia lập tức bị chấn động tại chỗ, Diệp Huyên và Tiểu Phạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Điện Vương, mà ngay lúc đó, một âm thanh tức giận chợt vang lên từ bên trong Diêm Điện, ngươi dám. Diệp Huyên hung dữ nói, ngươi xem lão tử có dám hay không. Dứt lời, hắn và Tiểu Phạn chém mạnh kiếm vào linh hồn Lục Điện Vương. Linh hồn Lục Điện Vương lập tức bị kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên hấp thụ. Mà lúc đó, một luồng áp lực mạnh mẽ từ bên trong Diêm Điện kia chợt tuôn trào ra. Thấy uy lực này, Tiểu Phạn bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên bước ra một bước, thanh kiếm rỉ sét trong tay cô bé bay ra, chém thẳng vào không trung. Luồng áp lực kia lập tức bị kiếm này của Tiểu Phạn ngăn chặn lại, nhưng không hề biến mất, chẳng qua, sắc mặt Tiểu Phạn lúc này trở nên trắng nhợt dị thường. Thời gian gần đây, cô bé đã tiêu hao quá nhiều. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tiểu Phạn, hắn nhẹ nhàng kéo Tiểu Phạn ra sau lưng, sau đó hai tay cầm kiếm Thiên Chu chém mạnh về phía trước. Vừa chém xuống, một luồng kiếm khí rực rỡ từ mũi kiếm sắc bén của kiếm Thiên Chu đã phóng ra, sau đó mạnh mẽ chém vào luồng năng lượng uy lực mạnh mẽ kia. Luồng áp lực đó thoáng chốc đã sụp đổ. Mà lúc này, đột nhiên một ông lão xuất hiện trước mặt hắn và Tiểu Phạn cách mấy trượng, ông lão bỗng đánh ra một quyền. Tiểu Phạn đang định ra tay lần nữa thì Diệp Huyên vội giữ cô bé lại, sau đó hắn bước ra một bước, một kiếm chém vào đầu ông lão, thế nhưng kiếm của hắn còn chưa hạ xuống thì đã bị một quyền kia của ông lão đánh bay rồi. Bay ra cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên cũng đã rớm máu. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng, phải biết rằng, vừa nãy hắn đã dùng giáp trúc long rồi, nhưng hắn vẫn bị thương nặng. Có thể nói, nếu không có giáp trúc long thì vừa nãy chắc chắn hắn đã chết rồi. Ở phía xa, ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, giáp này của ngươi không hề tầm thường. Nói rồi, ánh mắt ông ta nhìn Tiểu Phạn cách đó không xa, lúc này Tiểu Phạn đã vô cùng yếu mệt. Vừa nãy trong Diêm Điện cô bé đã giết rất nhiều cao thủ Diêm Điện, mà bây giờ lại giết chết Lục Vương Điện và bốn cao thủ thần bí, hiện tại cô bé vô cùng yếu. Nhưng cô bé vẫn còn đánh được. Tiểu Phạn nhìn ông lão, tay phải cầm kiếm chặn ngang trên cổ mình, lúc này đột nhiên Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Tiểu Phạn, hắn kéo tay Tiểu Phạn, lắc đầu, đừng dùng chiêu này. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên nhếch miệng cười, nghỉ ngơi trước một chút, nhìn ca ca. Tiểu Phạn lắc đầu, cô bé chỉ Diệp Huyên sau đó chỉ về phía xa, rõ ràng là bảo hắn đi đi. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Phạn, cười nói cô bé ngốc. Nói rồi, hắn nhìn ông lão kia, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, tháp giới ngục đột nhiên hiện ra từ giữa hàng mày hắn. Khi tháp giới ngục xuất hiện, ánh mắt Tiểu Đạo nhất thời sáng lên, quả nhiên là thứ đồ tốt. Một bên, Tiểu Phạn nhìn Tiểu Đạo mỉm cười, yên tâm. Ta từ trước đến nay không cướp đồ của người khác. Tiểu Phạn thu hồi ánh mắt, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên. Trong khoảnh khắc tháp giới ngục xuất hiện, một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, mà lúc này, bốn đạo tắc bỗng nhiên bị thúc giục. Một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên thổi quét ra từ trong cơ thể Diệp Huyên, không gian xung quanh lập tức sục sôi lên bởi chấn động từ luồng khí này. Đối diện Diệp Huyên, ông lão kia hơi nheo mắt lại. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên gầm lên, giết hắn cho ta. Tháp giới ngục rung lên kịch liệt, ngay sau đó, bốn chùm tia sáng chợt thổi quét ra từ trong tháp giới ngục. Khi bốn chùm tia sáng này xuất hiện, trong mắt ông lão hiện lên chút nghiêm nghị, ông ta lùi về sau một bước nhỏ, duỗi tay phải ra, sau đó ấn nhẹ, minh ngự. Vừa dứt lời, một cái khiên nhỏ màu đen lặng lẽ ngưng tụ lại. Mà lúc này, bốn đạo tắc của Diệp Huyên đã đến. Cái khiên nhỏ màu đen kia rung lên kịch liệt, không gian bốn phía vỡ ra trong chớp mắt, mà ông lão kia thì liên tục lùi mạnh về sau, trực tiếp lùi về trong Diêm Điện kia, mà cái khiên màu đen trong tay ông ta đã bị nứt ra. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, hắn nhún người nhảy lên, hai tay cầm kiếm Thiên Trụ chém mạnh lên mặt khiên màu đen kia. Cái khiên màu đen lập tức bị vỡ. Mà lúc này, ông lão kia bỗng nhiên bước dài lên phía trước, đánh một quyền về phía Diệp Huyên.
Diệp Huyên mặt mày dữ tợn, hắn không lùi lại, mà đâm kiếm vào yết hầu của ông lão. Lấy mạng đổi mạng, ông lão kia cũng không lùi bước, nếu lùi lại thế sẽ bị yếu, mà một khí thế yếu sẽ biến thành tình thế bất lợi, sau đó bị áp chế, cho nên, hắn không thể lùi. Cứ như vậy, nắm đấm của ông lão đánh vào bụng Diệp Huyên, mà kiếm của Diệp Huyên thì đâm vào yết hầu của ông lão. Bịch, suy, Diệp Huyên bị lùi về chỗ cũ trong nháy mắt, mà ngay khi hắn vừa rơi xuống, mặt đất dưới chân lập tức bị nổ tung, mà ông lão kia cũng liên tục lùi xa mấy trượng. Hai người đều không sao cả. Tuy kiếm của Diệp Huyên đâm vào yết hầu của ông lão, nhưng ông lão lại không sao, giống như một kia kiếm chưa đâm vào người ông ta, còn Diệp Huyên, giáp trúc long của hắn đã cứng rắn chống đỡ được lực lượng của ông lão. Lần giao chiến này có thể nói là không phân cao thấp. Ông là nhìn chằm chằm Diệp Huyên, áo giáp này của ngươi mạnh đến mức này. Diệp Huyên đang định ra tay lần nữa, lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, đi. Đi. Diệp Huyên cau mày. Tầng 9 nói, trong điện kia vẫn còn cao thủ, nếu ngươi không muốn tiểu nha đầu kia gặp nguy hiểm, thì mau mang cô bé đi. Diệp Huyên nhìn sang Tiểu Phạn ở bên cạnh, Tiểu Phạn nắm chặt kiếm, sắc mặt cô bé nhợt nhạt lạ thường, rõ ràng đã rất suy yếu, nhưng hắn biết, cô nhóc này hoàn toàn không sợ, có thể cô nhóc căn bản không biết sợ là gì. Diệp Huyên trầm ngâm một lát, sau đó đi đến bên cạnh Tiểu Phạn, hắn lấy ra rất nhiều nước suối sinh mệnh đưa cho Tiểu Phạn, mà đúng lúc này, Tiểu Đạo ở bên cạnh đột nhiên nói, người muốn mua nước suối sinh mệnh siêu cấp này của ta không? Chỉ cần một giọt, cô bé liền có thể hồi phục như thế. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Đạo, bán thế nào? Tiểu Đạo nhếch miệng cười, 10 sợi khí tím đổi một giọt. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó chỉ tay một cái, 50 sợi khí tím hiện ra trước mặt Tiểu Đạo, khóe miệng Tiểu Đạo hơi nhếch lên, sau đó chỉ tay, một bình ngọc trắng dừng trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn sang Tiểu Phạn, mở miệng. Tiểu Phạn không có chút do dự, lập tức mở miệng. Diệp Huyên đổ một giọt nước suối sinh mệnh vào trong miệng Tiểu Phạn, sau khi giọt nước suối sinh mệnh kia rơi vào trong miệng Tiểu Phạn, cơ thể Tiểu Phạn lập tức khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Xa xa, ông lão không quan tâm Tiểu Phạn đang hồi phục ở bên cạnh Diệp Huyên, mà nhìn về phía Tiểu Đạo, cô nương, người đây là muốn làm cái gì? Tiểu Đạo nhìn về phía ông lão, cười nói, các hạ yên tâm, ta không có ý nhằm vào Diêm Điện, ta chỉ đơn giản là buôn bán, chỉ vậy mà thôi. Ông lão nhìn Tiểu Đạo, nếu hai người bọn hắn là bạn của cô nương, Diêm Điện ta có thể không nhắc chuyện cũ. Bạn, Tiểu Đạo chớp chớp mắt, sau đó cười nói, ta vừa mới quen thôi, nhưng nể mặt vị tiền bối trước kia của Diêm Điện, ta có thể miễn phí tặng ngươi một tin tức, người phía sau người từ ngoài đến này rất không đơn giản, cho nên, ta thật lòng khuyên ngươi xin lỗi về việc này, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Khuôn mặt ông lão không chút biểu cảm, rất không đơn giản sao? Tiểu Đạo gật đầu cười nói, đúng, rất không đơn giản. Ông lão cười cười, nàng ta đã giết ít nhất 30 người của Diêm Điện ta. Hiển nhiên, là chỉ Tiểu Phạn. Tiểu Đạo nhún vai, vậy ta không quản nữa. Ta chỉ làm buôn bán, sẽ không nhúng tay, nếu ngươi đưa ra giá mà ta muốn, ta cũng có thể buôn bán với Diêm Điện. Ông lão nhìn thoáng qua Tiểu Đạo, cuối cùng, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu hai vị đã không phải là bạn của Tiểu Đạo cô nương, vậy hôm nay hai người các ngươi hãy bỏ mạng tại đây đi. Nói xong, ông ta định ra tay, mà đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Phạn, hắn chỉ tay một cái, giáp trúc long trên người lập tức bay vào giữa hai chân mày Tiểu Phạn. Rất nhanh, quanh người Tiểu Phạn xuất hiện từng lớp vảy mỏng. Diệp Huyên cười nói, đánh chết hắn. Tiểu Phạn chớp chớp mắt, ngay sau đó, cô bé lao thẳng về phía ông lão kia. Ông lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, cô bé này đã mạnh như vậy rồi. Bây giờ lại thêm áo giáp thần bí này, vậy sẽ phải mạnh đến mức nào? Tiểu Phạn lao đến trước mặt ông lão, chém một kiếm thẳng vào đầu ông lão. Suy! Một kiếm này chém xuống, không gian lập tức bị xé rách. Ông lão không dám sơ suất, ông ta mở lòng bàn tay, một luồng khí đen đột nhiên bay ra, khí đen này trực tiếp bao trùm lên Tiểu Phạn. Bên trong khí đen, từng nổ không ngừng vang lên. Mà ông lão kia thì điên cuồng lùi lại, sau khi Tiểu Phạn mặc lên áo giáp trúc long, thực lực thật sự quá biến thái.
căn bản không có cách nào đánh lại. Rất nhanh, ông lão kia lùi thẳng về trong diêm điện, mà Tiểu Phạn cũng lao vào theo, Diệp Huyên cũng vội qua đó, dường như phát hiện ra cái gì, Diệp Huyên đột nhiên chỉ tay, thanh kiếm được giải phong ấn của Tiểu Thất bỗng bay ra ngoài. Diệp Huyên nói, dùng thanh kiếm này chém ông ta. Xa xa, Tiểu Phạn giơ tay trái, kiếm của Tiểu Thất rơi vào trong tay cô bé, tay trái cô bé cầm kiếm vung mạnh lên, trong phút chốc, khí đen do ông lão phóng xuất ra biến mất sạch sẽ. Khắc chế. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, thầm vui trong lòng, sau khi được giải phong ấn, thanh kiếm của Tiểu Thất có được lực lượng thần bí hùng mạnh, mà theo ông lão thợ rèn nói, lực lượng này khắc chế được một vài lực lượng tà ác. Rõ ràng, lực lượng của ông lão trước mặt đây khá tà ác. Mà sau khi Tiểu Phạn cầm thanh kiếm này, ông lão kia bị đánh đến không còn sức đánh trả. Đúng lúc này, một trường đao hư ảo đột nhiên bay ra từ sâu trong diêm điện, Tiểu Phạn đang đuổi đánh lúc này dừng lại, cô bé cầm kiếm đâm một nhát. Trường đao hư ảo kia bị ép dừng lại. Mà Tiểu Phạn cũng bị lùi lại mấy trượng. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh ông lão kia. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua cô bé, sau đó nói, lợi hại. Nói xong, hắn ta nhìn sang ông lão ở bên cạnh, Sở Giang, ngươi nên báo cho ta biết từ sớm. Ông lão tên Sở Giang kia trầm giọng nói, ta đã đánh giá thấp thực lực của cô bé. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tiểu Phạn định ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Tiểu Phạn, trở về. Tiểu Phạn không ra tay mà trực tiếp lui trở về bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Huyên như vậy. Người đàn ông trung niên chuyển ánh mắt sang Diệp Huyên, người từ ngoài đến. Người từ ngoài đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo cô nương, thế giới này của các cô không giống với thế giới bên ngoài sao? Tiểu đạo cười nói, đương nhiên không giống, nơi này biệt lập với thế giới bên ngoài, trong mắt bọn họ ngươi là người từ ngoài đến, cũng chính là kẻ địch, nơi này không chào đón người từ ngoài đến. Diệp Huyên trầm giọng nói, người trong này có thể đi ra ngoài không? Tiểu đạo lắc đầu, người bình thường không thể, chỉ có 2-3 người có thể đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.